đao tốt vẫn có thể phát huy tác dụng, cứ để lại dùng, dùng xong rồi lại nói. Vâng, chân nhan hạ thấp người xuống, làm đạo lâm nhìn cũng không nhìn, chỉ vào bản trình báo trong tay chân nhân, phát cho những người khác, xem ý của bọn họ như thế nào. Trời sáng, cửa nhà giam mở ra, làm mình cả ngày trong nhà giam khó chịu bước ra ngoài, nhàn nhã đi dạo, hai tay áo có thêu rồng chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời tảng sáng. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, một đám người bước ra ngoài. Long phiếm hải cũng ở bên trong, là bị kéo ra. Nhất định phải có người kéo, vị y đã đứng không nổi, quần áo tả tơi, máu thịt be bét, bị dày vỏ đến không thành người. Tình huống thật ra đã sớm rõ ràng, khẩu cung các bên cũng đã lấy, không đáng cho Long phiếm hải phải chịu nỗi khổ ra chóc thịt bong như thế. Nhưng Lam Minh sẽ không để như vậy mà kết thúc, cũng không có khả năng kết thúc nhanh như thế. Hắn ta thụ mệnh đến đây, tất nhiên phải làm ra vẻ truy tra chặt chẽ lam minh điều tra phía sau phải chăng có người sai khiến long phiếm hải hay không nhưng long phiếm hải cắn chết cũng không khai đừng nói là không khai ai sai khiến ngay cả điều tra cũng không thừa nhận chỉ nói đến tìm hiểu bình thường mà thôi không có ý gì khác nói bình thường cũng vô dụng sự thật chứng minh khẩu cung các thành viên khác cũng đã chứng minh long phiếm hải tìm hiểu chính là nội dung trình báo cho thánh tôn bị chụp cho cái mũ trên đầu long phiếm hải biết mình sẽ phải chết ôm quyết tâm chịu chết chịu đủ tra tấn cũng không khai cho dù Lam Minh tha cho y một mạng để dẫn dụ, y vẫn không chịu khai. Không cắn chết cũng không được. Một khi khai ra, Đinh Vệ cũng sẽ không bỏ qua cho y, vẫn là con đường chết, lại còn liên lụy đến người nhà, chỉ có thể chịu một đầu thôi. Mặc kệ y không hé miệng, Lam Minh vẫn tiếp tục để người ta thẩm vấn, đồng thời cũng thẩm vấn huyền diệu luôn. Vừa lúc huyền diệu vẫn còn trong nhà giam, nội dung thẩm vấn chính là có phải huyền diệu dùng công báo thủ riêng hay không, huyền diệu tất nhiên không thừa nhận việc của huyền diệu xem như cũng không giải quyết được, trên mặt đường hiện lên một vết máu, long phiếm hải cả người đầy máu trực tiếp bị kéo đến khoảng đất trống trong thành vấn thiên. Bốn tên thuộc hạ của long phiếm hải vẫn còn trong nhà giam. Mặc dù cũng rất chật vật, nhưng vẫn còn tốt, không chịu nỗi khổ ra thịt quá nhiều. Nhìn cấp trên bị kéo đi, người nào cũng nơm nớp lo sợ không thôi. lam mình liếc mắt nhìn người bị kéo đi, còn mình thì quay về phủ đệ trung tâm một sợi dây thường ném qua trụ đá dựng trên bãi đất trống ở quảng trường, một đầu xiết cổ long phiếm hải, một đầu có người túm bên dưới. Dường như biết mình sắp đón nhận cái gì, long phiếm hải nở nụ cười thảm. Thật ra y chẳng làm cái gì cả, nhưng lại chịu kết cục như vậy, tất nhiên là không cam lòng. Y đương nhiên biết chuyện này có liên quan đến nghiêu hữu đạo, nhưng y không chút oán hắn, thật sự không oán. Y biết, đẩy y vào tuyệt cảnh thật ra không phải nghiêu hữu đạo. Cổ đột nhiên bị siết chặt, khiến y thở không nổi, thân hình bị kéo lên. Người đứng xa nhìn thấy, trong lòng tất có sự cảm thông nhưng không ai dám đến, cho dù chỉ là hỏi một câu. Người áo xanh treo long phiếm hải trên trụ đá, chưa đầy một lát, long phiếm hải nhúc nhích hai lần đã không còn động tính. Xác nhận người đã chết, người áo xanh rời khỏi hiện trường. Người đứng xem đằng xa không ai dám đến cởi dây thừng cả. Trong hiên các, đinh vệ ngồi trước bàn cờ, trong tay vuốt vuốt quân cờ. Lam Minh bước vào, vốn muốn mở miệng chào từ biệt, đinh vệ lại đưa tay về phía đối diện nói ngồi đi lam minh mỉm cười bước đến đối diện hất trường bào lên ngồi xếp bằng xuống quân cờ đen từ trên tay đinh vệ cứ liên tiếp đánh xuống được thôi ta bồi ngươi lam minh nhìn chằm chằm bàn cờ hơi suy nghĩ một chút sau đó cầm một quân cờ trắng rồi nhìn phản ứng của người đối diện thuộc hạ của ngươi đã chết ngươi còn có tâm tư ở đây đánh cờ xem ra sự việc không liên quan đến ngươi thật trong lời nói mang theo sự chế nhạo vốn không có liên quan đến ta mà mặt đinh vệ tối sầm giết người chẳng qua chỉ là đầu chạm đất có tội thì xử cần chi phải treo xác thị chúng thỏ chết cáo khóc làm lạnh lòng người lam minh nói không hổ danh là trưởng lệnh phiêu miểu các quả nhiên tai thính mắt tinh nhanh như vậy đã biết một chút cảnh cáo là cần phải có đây chính là kết quả của việc nhìn trộm thư của thánh tôn treo xác thị chúng một tháng để răn đe nếu người bảo không phải phải hạ xuống ta cũng không còn cách nào đinh vệ nói một tháng mùi thôi sông tận trời, nhưng dù sao ngươi cũng chẳng ngửi thấy. Lam Minh nói, thối mới tốt, biết mùi thối mới có thể khiến người nhớ lâu, đinh vệ người cũng sẽ không ở đây lâu, người cũng không ngửi thấy. Đinh vệ nói, có vẻ như người nắm giữ hành tung của ta rất rõ. Hai người đang trò chuyện, Hoàng Ban đột nhiên bước vào, dâng một phong thư cho đinh vệ, tiên sinh, thánh tôn có lệnh, lệnh cho ngài lập tức trở về thánh địa đại nguyên. Tay đinh vệ cứng đờ trên không, dường như phải cần dùng lực để cử động, trong lòng bỗng nhiên căng ra, không biết có liên quan đến bản trình báo thứ ba hay không. Lúc này đột nhiên gọi y về, có phải liên quan đến y hay không nữa? chương 1550, hỏa hầu đã đến một. Thư trình báo thứ nhất liên quan đến huyền diệu, thư trình báo thứ hai liên quan đến long phiếm hải, thư trình báo thứ ba không có khả năng không liên quan đến y. Y không nhận thư, bình tĩnh nhìn vào bàn cờ, hỏi chuyện gì. Hoàng Ban nói, trong thư không nói quân cờ trong tay đinh vệ hạ xuống biết rồi hoàng ban cáo lui lúc lui ra còn liếc nhìn lam minh người đã giết chết long phiếm hải lam minh cũng chú ý đến cử động không bình thường của đinh vệ vừa rồi sau khi đánh xuống mấy quân cờ hắn ta cười nói đinh huynh hạ cờ có vẻ qua loa xem ra có tâm sự đinh vệ nói như hữu đạo đến đây ba ngày đã liên tiếp phát ra ba thư trình báo còn có thư trình báo thứ ba lam minh kinh ngạc nhìn chung quanh cơ thể chật nghiêng về phía trước thấp giọng hỏi, bên này của ngươi có chuyện gì vậy? Nghe xong, đinh vệ xác nhận người này quả nhiên không biết nội dung trình báo thứ ba, cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện này nữa, liền cho tay vào bắt cầm một quân cờ đặt xuống bàn cờ, thánh tôn triệu kiến, không muốn dở dang cũng không được. Lam Huynh cứ tự nhiên, ta đi trước một bước, nói xong, y đứng dậy, cứ thế mà đi, Lam Minh đưa mắt nhìn theo, sau đó ánh mắt nhìn vào bàn cờ, lấp lóe không yên. Long phiếm hải chết rồi, bị treo xác thị chúng, khiến cho toàn bộ người trong thành vấn thiên phải kinh động. Các thành viên đốc tra nhận ra cảm xúc khác thường của thành viên phiêu miểu các, sau khi nghe phong thanh động tính, vội chạy đến bãi đất trống trong thành, lập tức nhìn thấy thi thể chết thảm của Long Phiếm Hải. Chấp sự yêu hồ ti Long Phiếm Hải bị xử tử, cũng chỉ có thể là bị chấp pháp, nếu không, ai dám làm loạn với người của phiêu miểu các ở đây chứ? Lúc này, thành viên các phái ít nhiều cũng đã liên tưởng đến chuyện gì, nhớ lại dáng vẻ cha chết mẹ chết của Long Phiếm Hải sau khi ăn bế môn canh của Ngưu Hữu Đạo, hiển nhiên đã sớm nhận ra điều gì đó. Không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đoán được việc này rất có khả năng liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì không ai biết. Thánh địa đại nguyên, những giải lụa mỏng bay phấp phới, mùi trái cây thơm lừng lan tỏa, tiếng ca say lòng người, dáng ngúa huyền chuyển. Một người đàn ông cơ thể to mập không tưởng tượng nổi, giống như một đống thịt ngồi phịch xuống chiếc ghế xa hoa, miệng không ngừng được nhét trái cây, cười tủm tỉm nhìn thân hình vũ nữ như ẩn như hiện trong lớp áo lụa mỏng. Người này chính là một trong chín thánh, nguyên sắc, đinh vệ chạy vội đến, cũng không quấy rầy nhã hứng của sư phụ, vòng qua sàn nhảy, đến bên cạnh ghế dựa, chắp tay chào, sư tôn. Ánh mắt nguyên sắc không rời khỏi vũ nữ, chỉ phất tay, đưa cho y xem. Một vũ nữ đứng bên cạnh gần như trần chuồng, chỉ có một lớp phải che đúng chỗ cần che hai tay dâng lên một phong thư cho đinh vệ, nói đây là thư Nhiêu hữu đạo gửi cho Lam Đạo Lâm, Lam Đạo Lâm gửi qua đây. Đinh vệ nhìn nội dung trên thư, không lên tiếng, Nguyên Sắc gặm xong miếng dưa trên tay, nói, "Ngươi chấp trưởng Phiêu Miểu Các, ta cần phải hỏi ý kiến của ngươi một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào về yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo?" Từ lúc nào mà Sư Tôn lại gọi tên của trưởng lão một môn phái thuận miệng như vậy? Đinh vệ nhìn Nguyên Sắc đang xem ca múa, cũng không vội đáp lời. Nội dung trên bức thư khiến cho y nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho y cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại càng làm cho y nổi nóng hơn. Nghiêu Hữu đạo này được một tất lại muốn tiến một thước, đã được trao cho quyền lực đốc tra yêu hồ ti mà còn không vừa lòng, muốn điều tra các bộ ti khác, lại còn muốn thế này thế nọ. Sao rồi? Nguyên sắc nghiêng cái đầu chẳng thấy cổ đâu nhìn Đinh Vệ, không nói câu nào, chứng tỏ ngươi không đồng ý với những gì Nghiêu Hữu đạo yêu cầu. Chỉ một yêu hồ ti mà đã náo ra nhiều chuyện như vậy, Đinh Vệ tất nhiên không hy vọng Nghiêu Hữu đạo có được quyền lực lớn hơn, nhưng y không thể nói không hy vọng chín thánh sai khiến thành viên đốc tra cản tay phiêu miểu các nhiều hơn hai chuyện xảy ra liên tiếp đều liên quan đến người của y, y không thể tỏ vẻ mình đang nhắm vào nghiêu hữu đạo. Y trầm ngâm một chút rồi nói, sư tôn, không phải là con không đồng ý, mà là con cảm thấy nếu đồng ý, hình như có chút không ổn. Nguyên sắc cười như Phật di lặc không ổn thì cứ nói ra. Ta yên tâm về cách làm việc của ngươi, cũng như tín nhiệm ngươi. Ngươi cứ việc nói, đinh vệ nhìn đám vũ nữ hở hang đang múa may quay cuồng. Y rất ghét bàn chuyện chính sự trong môi trường này, nhưng sư phụ của Y lại thích chúng, khiến cho y không tiện nói câu nào. Lấy lại bình tĩnh, y nói, sư tôn, trao cho bọn họ quyền đốc tra các bộ ti khác thì không thành vấn đề, chỉ là phiêu miểu các quản lý thánh cảnh, một khi để người bên ngoài thánh cảnh có thể tùy ý tiến vào thánh cảnh, mà bên trong thánh cảnh có thể tùy ý ra ngoài, dần dần, tình huống nội bộ thánh cảnh sẽ không còn là bí mật, thần bí đối với giới tu hành nữa. Bọn họ sẽ không còn kính sợ chúng ta, nguyên sắc nói, người nói có lý như vậy, vậy chúng ta từ chối chẳng lẽ nghiêu hữu đạo nói không có lý sao đinh vệ biết nghiêu hữu đạo nói cũng rất có lý y theo sư phụ nhiều năm như vậy sao lại không biết sư phụ là hạng người gì chứ nhìn thì giống như dễ nói chuyện thoải mái như chính cơ thể mập mạp của ông ta thật ra trong bông có kim lòng nghi ngờ rất nặng khi càng dễ nói chuyện đó là lúc lại càng phải cảnh giác đinh vệ cẩn thận cân nhắc phân tắc y chắp tay nói sư tôn tối thiểu cũng phải có hạn chế nhất định đốc cha các bộ ti khác thì được nhưng bên ngoài chỉ có thể đốc tra bên ngoài, bên trong thánh cảnh chỉ có thể đốc tra bên trong thánh cảnh, không được để người ngoài tùy ý ra vào thánh cảnh. Xét theo một trình độ nào đó, hạn chế các thành viên đốc tra cấu kết với nhau chính là một lý do. Tiếp theo, y nhận thấy, Nhiêu Hữu Đạo muốn nhân cơ hội này ra vào thánh cảnh một cách tự do. Y sẽ không cho Nhiêu Hữu Đạo cơ hội này, y không muốn Nhiêu Hữu Đạo tọa nguyện, y muốn hạn chế chết Nhiêu Hữu Đạo bên trong thánh cảnh, để hắn vĩnh viễn không ra ngoài được thế lực bên ngoài của Ngưu Hữu Đạo không nhỏ, một khi để hắn ra ngoài, trong tay nắm giữ quyền lực của Phiêu Miểu Các sẽ là hậu quả gì? Được Thánh Tôn cho phép lại cả gan làm loạn, hậu quả là có thể nghĩ. Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo không rời khỏi thánh cảnh, kết quả cũng có thể chú định. Nguyên Sắc ừm một tiếng, người nói có lý, sau đó vẫy tay, Đinh Vệ lập tức bước đến gần, nửa ngồi nửa quỳ trước ghế dựa. Một tay Nguyên Sắc bôi nước dưa hấu vào bờ vai Đinh Vệ, mượn áo của đinh vệ để lau tay trong số sư huynh đệ các ngươi ta tin tưởng ngươi nhất sư phụ sống phóng túng thật ra là vì không muốn liên quan đến mấy chuyện thất loạn bát tao sư phụ đã sớm thoại ý quả vô lượng sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi đến lúc đó gánh nặng của thánh địa đại nguyên sẽ giao cho ngươi ta cứ sống phóng túng là được đừng để ta thất vọng vẻ mặt đinh vệ hiện lên sự cảm kích có vẻ cảm động không nói nên lời nhưng trong lòng cũng biết mấy lời này chỉ nên nghe thôi đừng tưởng là thật Lời tương tự nghe qua cũng không ít lần, có lẽ y cũng đã từng chờ mong, nhưng y vẫn chưa từng coi nó là thật. Thủ khuyết Sơn Trang, Hoàng Ban trở về, bởi vì nhận được tin Đinh Vệ. Đinh Vệ sắp rời khỏi thánh cảnh, lệnh cho gã đến gặp mặt, có việc cần bàn giao. Sau khi nghe chuyện cần bàn giao, Hoàng Ban hơi do dự, phải công khai nguyên nhân xử lý Long Phiếm Hải với trên dưới phiêu miểu các. Long Phiếm Hải với gã cũng tính là người quen, tất cả đều là người của Đinh Vệ. Công khai chuyện này, ít nhiều sẽ khiến cho đinh vệ mất mặt. Đinh vệ gật đầu, đây là ý của Thánh Tôn, chẳng những phải thông báo cho phiêu miểu các, mà còn thông báo cho các thành viên đốc cha được biết. Hoàng ban im lặng, đại khái hiểu ý của Thánh Tôn. Ý của ông ta muốn nói cho người khác biết, đây là kết quả của việc muốn nhìn trộm thư gửi Thánh Tôn, cũng tăng thêm lòng dũng cảm cho các thành viên đốc cha. chương 1551, Hỏa Hầu đã đến thai. Đứng trên đỉnh núi, hai người đều im lặng. Đinh vệ chợt hỏi, sau khi ta rời khỏi thành vấn thiên, làm mình không sinh sự chứ. Hoàng Ban nói, không có. Sau khi tiên sinh đi, hắn ta cũng không ở lâu. Nhưng trước khi đi, hắn ta cố ý đến yêu hồ ti gặp Nghiêu Hữu Đạo. Gặp Nghiêu Hữu Đạo, Đinh Vệ quay đầu nhìn Hoàng Ban, cảm thấy bất ngờ, hắn ta gặp Nghiêu Hữu Đạo để làm gì. Hoàng Ban đáp, thuộc hạ không biết, hắn ta muốn đi gặp, chúng ta cũng không tiện đi theo, cũng không biết gặp để nói chuyện gì, nhưng hắn ta cũng không ở quá lâu, sau đó đã rời khỏi thành vấn thiên. Đinh vệ suy nghĩ một lát, ý của cấp trên không thể không chấp hành. Tiễn đinh vệ, sau khi trở về thành vấn thiên, Hoàng Ban lập tức thực hiện chuyện mà đinh vệ bàn giao. Được phiêu miểu các thông báo, đám người thái thúc Sơn Hải mới biết được nguyên nhân Long Phiếm Hải chết, lúc này mới ý thức được, khi còn chưa thăm dò được rõ ràng tình huống thành vấn thiên, nhiều hữu đạo đã cáo trạng với Thánh Tôn. Chuyện gì xảy ra thế? Nói cách khác, nhiều hữu đạo hại chết Long Phiếm Hải. Ngưu Hữu Đạo đã làm gì? Cùng là thành viên đốc cha, các phái nóng lòng muốn biết được chân tướng. Yêu Hồ Ti, Ngưu Hữu Đạo tiến khách tận cửa, chắp tay đưa tiến, tuần chấp sự đi thong thả. Chu Thiên Vũ, chấp sự mới được bổ nhiệm sau khi Long Phiếm Hải bị xử tử. Vừa mới lên chưa được bao lâu đã đến đây bái phỏng. Không tiến, Chu Thiên Vũ chắp tay đáp lễ, nụ cười hơi thận trọng, tận lực duy trì khoảng cách. Ánh mắt của hai tùy tùng đi cùng của yêu hồ ti hiện lên sự phức tạp, cấp trên tiền nhiệm đã chết trong tay người trước mắt, ba người cứ thế mà đi, Nưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn theo, sau đó quay người trở về viện. Cửa đóng lại, mấy ngày qua, cánh cửa này hầu như vẫn đóng, cũng chỉ vì Chu Thiên Vũ vừa mới lên, lại mang theo việc, chỉ sợ chưa chắc mở được cánh cửa này. Trở lại đình viện, Nưu Hữu Đạo cầm chiếc lồng có kim xí bên trong, kiểm tra một lần, sau đó đưa cho Kha Định Kiệt coi chừng cho tốt. "Vâng." Kha Định Kiệt nhận lấy chiếc lồng, sau đó quay người mang đi sắp xếp. Kim xí này là lễ vật mà Chu Thiên Vũ mang đến, nhưng không phải của Chu Thiên Vũ, y chỉ chuyển giao mà thôi. Bên phía Thánh Địa Thiên Lam giao cho Ngưu Hữu Đạo một con kim xí khác để dùng cho việc liên lạc. Chuyện cho đến bây giờ, Lam Minh đã đích thân lộ diện. Ngưu Hữu Đạo có liên hệ với vị thánh tôn nào, hầu như cũng đã được công khai. Có thể đưa kim xí này, cũng xem như Lam đạo Lâm cân nhắc Chu Đáo. Thật sự Ngưu Hữu Đạo trần tình quá liên tục, một con kim xí không được nghỉ ngơi, đúng là không chịu đựng nổi. Bên phía thánh địa thiên lam không thể không đưa cho ngưu hữu đạo một con khác đây cũng là thu hoạch nằm ngoài suy nghĩ của ngưu hữu đạo đương nhiên chu thiên vũ mang đến không chỉ có bấy nhiêu còn có phản hồi nội dung trong thư trần tình thứ ba mà ngưu hữu đạo gửi những yêu cầu mà hắn gửi lên trên hầu như đều được đáp ứng chu thiên vũ đích thân đưa tin từ giờ trở đi quyền hạn của thành viên đốc cha lớn hơn phạm vi hoạt động cũng lớn hơn nhưng chỉ giới hạn bên trong thánh cảnh không được ra ngoài đối với điều này nghiêu hữu đạo hơi thất vọng vốn hắn định nhân dịp này lấy được cơ hội tự do ra vào thánh cảnh thuận tiện cho việc hắn sắp xếp chuyện bên ngoài không nghĩ đến chuyện khác được đồng ý mà chuyện này lại không cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên nghiêu hữu đạo quay đầu lại tần quan lách mình bước ra cánh cửa mở ra một khe hở sau khi nói với người bên ngoài vài câu y đóng cửa quay lại bẩm báo trưởng lão là người của các phái trưởng lão lư diệu của thiên hỏa giáo nói tuân theo pháp chỉ của phiêu miều các Đem Côn Lâm Thụ đến cho ngài, có cần gặp hay không? Hay chỉ cho một mình Côn Lâm Thụ vào thôi? Hừ, bọn họ đã vắt hết óc tìm ngưu kế." Nưu Hữu Đạo cười nhạo một câu, "Hỏa hầu cũng đã tới rồi, để bọn họ vào đi." "Vâng," Tần Quan lĩnh mệnh, bước đến cửa đón khách, một đám người nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy như Hữu Đạo đang ngồi trong đình, tất cả đi thẳng đến. Không gian bên trong đình không đủ cho tất cả, có người đi vào, có người đứng ngoài. Nghiêu hữu đạo cười hỏi, các vị tìm ta có việc gì? Lư Diệu hừ lạnh một tiếng, chỉ con lâm thụ ở đằng sau, phiêu miểu các bảo giao y cho ngươi, chắc là ngươi yêu cầu với phiêu miểu các. Ngươi, ta đã mang đến cho ngươi rồi đấy. Ngươi, ông ta quả thật không muốn cho, nhưng cũng không còn cách nào. Phiêu miểu các nói là ý của Thánh Tôn, không phải do ông ta cho hay không? Cộng thêm đám người Thái Thúc Sơn Hải thuyết phục, mọi người vẫn muốn gặp Nghiêu hữu đạo, cũng muốn nhân cơ hội này để gặp hắn nghiêu hữu đạo nói đa tạ lư trưởng lão ánh mắt hắn lướt qua đám người đưa người thôi mà tại sao lại kinh động mọi người chen chúc mà đến lư diệu nói mọi người đến chỉ muốn hỏi ngươi một chút khi còn ở thủ khuyết sơn trang chúng ta đã thống nhất liên thủ vì sao ngươi lại nuốt lời nghiêu hữu đạo nói nuốt lời rốt cuộc là ai nuốt lời vì sao ta nuốt lời các ngươi còn không rõ sao không phải khi các người thương lượng các người đã gạt ta sang một bên à? bây giờ đổi thành ta không phải các người trả đũa hay thật lư diệu ngạc nhiên nói như trưởng lão hiểu lầm rồi làm gì có chuyện bỏ ngươi qua một bên chứ không phải đã bảo côn lâm thụ đến thông báo cho ngươi rồi sao dứt lời ông ta quay sang quát với côn lâm thụ một tiếng côn lâm thụ không phải bảo ngươi đến mời như trưởng lão sao hay là ngươi không nói mọi chuyện rõ ràng côn lâm thụ không biết nên đáp lại như thế nào sau khi nhìn thấy lư diệu ra hiệu cuối cùng vẫn tiến lên phía trước chắp tay nói với nghiêu hữu đạo đạo gia lúc ấy có khách không tiện nói chuyện vì thế ta đã không nói được rõ ràng thì ra là thế lư diệu gật đầu nói với nghiêu hữu đạo đúng không ta đã nói rồi mà nhất định là hiểu lầm chuyện liên hợp đã bàn trước sau có thể gạt ngươi sang một bên được nghiêu hữu đạo không ngốc làm sao mà không biết đối phương đang đẩy côn lâm thụ ra làm tấm chắn nhưng côn lâm thụ lại trung thực phối hợp cần quyết đoán thì lại không quyết đoán việc sẽ loạn hắn nhìn chăm chú côn lâm thụ không biết nên nói người này như thế nào nhưng xét từ một góc độ nào đó mà nói đây là điểm mà hắn rất thích ở côn lâm thụ có ơn tất báo trọng tình trọng nghĩa không muốn để côn lâm thụ thêm khó xử trước mặt mọi người hắn thuận miệng hạ xuống bậc thang thản nhiên nói thì ra là hiểu lầm hiểu lầm là tốt rồi trưởng lão liệt thiên cung vũ hoa lên tiếng đứng ra làm người hòa giải đúng 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 trưởng lão huyết thần điện mai trường hồng cũng lên tiếng khuyên giải mọi người đồng tâm hiệp lực mới đúng chứ Hai người dường như quên mất mối thủ nước tống suýt chút nữa bị diệt, những người khác cũng phụ họa theo. Tần Quan và Kha Định Kiệt đều thở ơ, cười lạnh trong lòng. Hai người nhiều ít cũng biết rõ, trưởng lão nào dễ nói chuyện như vậy, tất cả đều nằm trong sự khống chế của trưởng lão. Đám người này cứ tưởng như trưởng lão là bùn dễ nặn. Người khá đông, mà cái đình nhỏ lại chen không lọt. Nghiêu Hữu đạo đưa tay mời, mời mọi người vào phòng khách. Sau đó hắn dẫn đầu bước đi, một đám người bước vào phòng khách, sau khi phân chủ khách xong, không kịp chờ dâng trà, Lư Diệu đã chủ động hỏi thăm, "Như trưởng lão, bên Yêu Hồ Ti hình như xảy ra không ít chuyện. Ngươi và chấp sự Long Phiếm Hải của Yêu Hồ Ti đã có chuyện gì vậy?" Như Hữu đạo thản nhiên nói, "Không phải Phiêu Miếu Các đã thông báo cho các vị biết rồi hay sao?" "Đúng là có thông báo, nhưng chỉ nói là Long Phiếm Hải muốn tìm hiểu thư gửi Thánh Tôn. Chút thông báo đó làm sao mà thỏa mãn khẩu vị của mọi người?" Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hoa thở dài, "Như trưởng lão, mọi người đã muốn liên hợp, bù đắp tin tức cho nhau. Nếu không biết tình huống, mọi người sẽ không biết phối hợp như thế nào. Nếu xảy ra sơ sót, cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Tình huống cụ thể ra sao, còn phiền lão đệ thông báo một tiếng. chương 1552, người sắp chết. Trường lão huyết thần điện mai trường hồng phụ họa, đúng vậy, về sau bên này của chúng ta có tình huống gì, chúng ta cũng sẽ kịp thời thông báo cho lão đệ. Tần Quan và Kha Định Kiệt bưng trà lên, phân phát cho từng người có mặt. Như hiểu đạo cũng không vội, chờ hai người bưng trà xong, mới chậm rãi nói cũng không có gì. Tình huống giống như phiêu miếu các đã thông báo, đúng rồi, ta còn tranh thủ thêm chút quyền lực cho các vị. Về sau, chỉ cần các vị muốn, có thể điều động phi cầm cỡ lớn của phiêu miếu các. Hơn nữa, phạm vi đốc tra cũng không còn giới hạn trong bổn ti. Đây là chỗ tốt mà ta tranh thủ được cho mọi người. Không ai có tâm tư uống trà, cũng không ai động đến chén trà. Bởi vì kết thù khá sâu, vốn tận lực không định mở miệng, Thái Thúc Sơn Hải cuối cùng nhịn không được, đặt câu hỏi, lời này của Ngưu trưởng lão không khỏi quá khoa trương hay sao? Ngưu Hữu đạo liếc xéo một cái, Thái Thúc lão nhi, ý của ngươi là gì? Nhiều lần khí vân tông của ngươi ăn nói lỗ mãng với ta. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải hơn thua với lão tử? Ngươi muốn thế nào thì cứ việc nói, ta lúc nào cũng phụng bồi. Chả lẽ ta lại đi sợ ngươi? Ngươi, Thái Thúc Sơn Hải đặt mạnh tay lên thành ghế muốn đứng dậy làm ầm ý các phái trong thiên hạ, phí vân tông sợ ai chứ? Ta đang nói chuyện đàng hoàng, người lại muốn gây chuyện. Trưởng lão Ma Thiên Tông lôi thắng, trưởng lão Hoàng Phủ Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang ngồi bên cạnh vội vàng đứng lên ấn ông ta xuống. Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng lách mình đến trước mặt Nghiêu Hữu Đạo để bảo vệ, nhìn chằm chằm Thái Thúc Sơn Hải đang có ý đồ gây rối. An Thủ Quý liên tục vẫy tay với hai bên, bớt nóng, tất cả mọi người bớt nóng đi. Nếu đã hợp tác với nhau, có chuyện gì thì thương lượng, đừng nên tức giận những người còn lại hung hăng nháy mắt với thái thúc sơn hải ra hiệu ông ta ăn nói cho đàng hoàng đừng nóng vội có việc cầu người thì nên chú ý thái độ thái thúc sơn hải cố nén lửa giận nặn ra một nụ cười nói tiếp như lão đệ hiểu lầm ý của ta rồi cũng không phải là ta công kích đệ mà lời của đệ nói không được hợp tình hợp lý phiêu miếu các đã thông báo với chúng ta không sai nhưng vấn đề là bọn họ nói long phiếm hải điều tra thư ngươi gửi thánh tôn tất nhiên trước đó ngươi đã có thư trình báo cho thánh tôn biết bằng không, tại sao y lại bị điều tra? đối mặt với các phái, ông ta khó có lúc nói chuyện như vậy. tư vị thiệt thòi đúng là không dễ chịu. như hữu đạo phất tay ra hiệu hai người tần kha lui lại, lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? lư diệu lập tức hỏi, nếu nói như vậy, trước khi vụ án long phiếm hải phát sinh, người đã thật sự viết thư trần tình với thánh tôn. như hữu đạo nói, đúng thì sao? chẳng lẽ ta không được viết? lư diệu khoát tay, không phải ý này, trong phạm vi quyền chức của lão đệ đừng nói chúng ta ngay cả phiêu miếu các cũng không có quyền can thiệp chỉ là lão đệ vừa đến có cái gì để trình báo chứ nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn lư diệu lư trưởng lão người cũng muốn học long phiếm hải nhìn trộm nội dung thư ta gửi cho thánh tôn sao không tuyệt đối không phải ý này lư diệu kinh hãi đứng lên nghĩa chính ngôn từ phủ nhận liên thanh mọi người cũng có nghe thấy ta chỉ là muốn giải đáp thắc mắc mà thôi còn nội dung cụ thể trong thư gửi thánh tôn một chút hứng thú ta cũng không có, cũng tuyệt không có suy nghĩ muốn nhìn trộm. Ý của lưu trưởng lão không phải như vậy đâu, lão đệ, người hiểu lầm rồi, mọi người cũng thay phiên nhau Trần An, ngoài miệng thì Trần An nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Tại sao ai cũng có cảm giác bọn họ đến đây là để bị khinh bỉ? Hai người tần kha đứng đằng sau nghiêu hữu đạo nhìn nhau. Hôm nay bọn họ mới chân chính nhìn thấy năng lực diễn xuất của trưởng lão tử kim động, trấn áp các trưởng lão khác một đầu. Thân là đệ tử tử kim động, bọn họ nhìn thấy mà cũng cảm thấy vui. Nghe mọi người lên tiếng, như hữu đạo bưng chén trà lên nhấp một ngục, đã là hiểu lầm thì đừng có suy nghĩ muốn nhìn trộm. Vậy thì vì sao ta lại phải giải thích cho bản trình báo của mình? Hắn đang từ từ hướng mọi người về chủ đề mà hắn muốn. Quả nhiên, mọi người không tiện hỏi chuyện trình báo, nhưng có một chuyện mọi người lại không thể không hỏi. An Thủ Quý nói, lão đệ, ta nhớ trước đó người có nói qua, nói chúng ta là người sắp chết, chắc không thể không có nguyên nhân, Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống, nguyên nhân gì, trong lòng các người biết rất rõ, còn cần phải hỏi ta sao? Mọi người nhìn nhau, có vẻ không hiểu. An Thủ Quý lại hỏi, lời này của lão đệ là có ý gì? Lão đệ, chính vì không biết nên ta mới thỉnh giáo. Ngưu Hữu Đạo lật thanh kiếm lại, hai tay khoác lên chuôi kiếm, vì sao Thánh Tôn lại muốn các phái trở thành thành viên đốc cha tham gia phiêu miếu các? Mọi người lại nhìn nhau, An Thủ Quý do dự, nguyên nhân ngay cả Đinh Vệ cũng đã nói. Khi ở thủ khuyết Sơn Trang, Đinh Vệ cũng đã nói với chúng ta, Thánh Tôn bất mãn với phiêu miếu các, đây chính là nguyên nhân đốc cha, chẳng lẽ không đúng sao? Như Hữu Đạo nói, ý của phiêu miếu các đối với các phái trong thiên hạ như thế nào? Bảo chúng ta đốc cha phiêu miếu các chính là nhổ răng cọp, các vị đảm bảo sao? An Thủ Quý nói, tất nhiên là kiêng kỵ, không dám làm bậy, nhưng lão đệ ngươi lại cả gan làm loạn. Như Hữu Đạo nói, ta cả gan làm loạn, ngươi quá khen rồi, An Trưởng Lão, Thánh Tôn Anh Minh, chẳng lẽ không biết tình cảnh và kiêng kỵ của chúng ta? Biết rõ chúng ta không dám, lại bắt chúng ta kiên trì báo lên trên. Các người cho rằng Thánh Tôn chỉ đi ngang qua sân khấu. An trưởng lão nghĩ Thánh Tôn sẽ ngồi nhìn chúng ta vì tự vệ mà không tận lực, chỉ biết thờ ơ. Mọi người im lặng, như hữu đạo nói tiếp, Thánh Tôn tất nhiên sẽ đốc thúc chúng ta. Chẳng lẽ Thánh Tôn còn trông cậy vào việc phiêu miếu các đốc thúc chúng ta à? Chẳng lẽ chư vị cho rằng Thánh Tôn nhàn dỗi tìm chúng ta tâm sự, thuyết phục chúng ta, hao hết nước bọt để khuyên chúng ta hay sao? Giọng nói đột nhiên cao lên, giết gà dọa khỉ, chư vị, đao thánh tôn đã dơ lên, đang treo trên cổ của các người đấy. Mọi người đều cả kinh, hắn nói rất chính xác, đúng trọng tâm, sao có thể không kinh hãi. Còn thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh nữa là, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói, các phái đều muốn đến thiên hạ tiền trang, vì sao? Vì muốn tránh phiền phức, không muốn đắc tội phiêu miếu các các phái tất nhiên cũng phải giữ thái độ tận lực không đắc tội phiêu miếu các. Bởi vì biết không thể trêu vào phiêu miếu các, thánh tôn có thể ngồi nhìn sao. Thành viên các phái vừa đến nơi, cũng có thể nói là đang trong tình huống tìm hiểu, thánh tôn tạm thời sẽ không phát tác. Nhưng nếu các phái muốn lười biếng, đao của thánh tôn sẽ rơi xuống. Thái thúc lão nhi và an trưởng lão là lần lượt bổ sung đúng không? Lần này rèn luyện đã rõ ràng, hoàn toàn không giống như bí cảnh thiên đô, thành viên đốc tra các phái có thể bổ sung bất cứ lúc nào người không tận lực cũng không sao giết một đám người đến sau tất sẽ cố hết sức ai còn dám lười biếng thánh tôn tất nhiên cũng muốn giết một đám để gian đe chư vị ở đây ổn chứ ta cũng hy vọng chư vị có thể lăn lộn một cách yên ổn nhưng nếu chư vị không ngại có thể sờ cổ của mình xem có thể giữ lại được bao lâu chư vị ta nói có sai không các người không phải là người sắp chết thì ai là người sắp chết chứ hậu quả đáng sợ khiến không ít người nuốt nước miếng còn có người thay đổi sắc mặt Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, phát hiện nghiêu trưởng lão đang dọa những người này, cả đám không dám lên tiếng. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng nghiêu Hữu Đạo bưng chén trà, đặt chén trà xuống. Một lúc lâu sau, Thái Thúc Sơn Hải lên tiếng, cho nên, người mới vội vã Trần Tình Thánh Tôn giết chết Long Phiếm Hải. Nghiêu Hữu Đạo nói, các ngươi chán sống nhưng ta thì vẫn còn muốn sống thêm, tất nhiên phải tìm gốc giả của Phiêu Miếu Các. Thái độ tận tâm tận lực của ta như thế, khi đao rơi xuống đầu, chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu của ta chương 1553, thành ý hợp tác 1. Nói ta giết chết Long phiếm hải thì quá coi trọng ta rồi. Đường đường chấp sự yêu hồ ti, không phải ta nói giết là có thể giết, là thánh tôn muốn y chết, muốn tỏ thái độ quang minh chính đại làm chỗ dựa cho các thành viên đốc tra. Không phải các người cũng đã nhận được thông báo sao, vì sao phải để cho tất cả thành viên đốc cha đều biết. Thánh tôn đang muốn tăng thêm lòng dũng cảm cho chúng ta đấy. Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn có thủ với huyền diệu, hắn đang phản kích cũng không biết long phiếm hải là bị kế hoạch của hắn đẩy vào chỗ chết lúc này mọi người đều hiểu ra hóa ra bọn họ đã bước đến thời khắc sống còn như hữu đạo đã tìm được biện pháp tránh được một kiếp nên làm như thế nào không cần như hữu đạo nhắc lại sự việc sáng tỏ bầu không khí cũng đã đạt đến trình độ này đồ đao không biết sẽ rơi xuống lúc nào mọi người nóng lòng chuyện khác cũng không còn tâm trạng nói chuyện chỉ khách sáo vài câu rồi cùng nhau cáo từ như trưởng lão đứng dậy tiến khách khi đến dưới mái hiên, hắn đột nhiên nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt, nhớ coi chừng hai con kim xí cho tốt, không được để xảy ra sơ suất. Mọi người đang đi xuống bậc thang, nghe tiếng hắn nói, theo hướng hắn nhìn, phát hiện có hai con kim xí. An Thủ Quý khó hiểu hỏi, lão đệ, chúng ta chỉ có một con kim xí, vì sao ngươi lại có hai con? Như Hữu Đạo nói, các người chỉ có một con thôi sao? Ta cũng không rõ nữa. Hôm nay, Thánh Tôn lại đưa một con đến cho ta, bảo là để thuận tiện liên lạc. Vậy à, mọi người lại trở nên đăm chiêu, nhất là trưởng lão thiên hỏa giáo lưu diệu, phiêu miểu các đưa côn lâm thụ đến cho nghiêu hữu đạo, tuy nói thiên hỏa giáo sẽ bổ sung một đệ tử khác đến cho ông, nhưng bên phía nghiêu hữu đạo chẳng khác nào thêm một nhân thủ. Chẳng những nhiều nhân thủ hơn, mà còn nhiều kim xí hơn. Đãi ngộ hiển nhiên là cao hơn những người khác, trong lòng hai người tần kha cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn họ lại có cảm giác trưởng lão đang cố ý nhắc nhở mọi người hắn có hai con kim xí. Trước đó, bọn họ còn không rõ trưởng lão nói hỏa hầu đã đến là có ý gì. Bây giờ, hai người thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, đại khái hiểu được hỏa hầu đến chính là cổ động các phái thực hiện chức trách đốc cha, đi tìm phiền phức cho phiêu miểu các. Những gì trải qua, hai người cũng không ngốc, chậm rãi lĩnh hội được dụng ý của Ngưu Hữu Đạo. Trước đó, nếu cổ động những người này, bọn họ sẽ hoài nghi trưởng lão giáp tâm. Bây giờ đã có hương vị nước chảy thành sông, nếu thật sự có thể cổ động được những người này tìm phiền phức cho phiêu miểu các, hai người không thể không thừa nhận, đúng là đã đạt được hỏa hầu rồi. Chỉ là, rốt cuộc trưởng lão muốn làm gì, như hữu đạo cũng không tiến quá xa, chỉ dừng ngoài cổng. Khách đi rồi, hai người tần kha thay mặt hắn ra ngoài tiễn khách đã trở lại. Trong sân có thêm một người, Côn Lâm Thụ, như hữu đạo quay người, mỉm cười nói với Côn Lâm Thụ đứng cách đó không xa, trong khoảng thời gian này, chắc người chịu không ít ánh mắt khinh thường của thiên hỏa giáo. Tâm trạng Côn Lâm Thụ rất phức tạp, y biết, lần này phiêu miểu các đích thân ra mặt can thiệp về sau y xem như hoàn toàn thoát ly khỏi thiên hỏa giáo khi rèn luyện không cần phải thực hiện cho thiên hỏa giáo sau khi rèn luyện kết thúc cũng xem như hoàn thành lời hứa với thiên hỏa giáo khi trở về cũng là trở về từ kim động y chậm rãi bước đến chắp tay cúi đầu tạ đạo ra cho đến bây giờ y đã hiểu vì sao trước đó tần quan lại nói với y một câu tạm thời chịu thiệt là có ý gì hiển nhiên Lần này đạo gia đã mò được y từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng ở thiên hỏa giáo gia. Có bản lĩnh khiến cho phiêu miểu các phải ra mặt can thiệp, y xem như phục người này. Như hữu đạo cười nói, người một nhà, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Côn lâm thụ, ta biết người niềm tình cố thiên hỏa giáo, nhưng người ở bên đó quá nguy hiểm. Vợ chồng các người cưới chưa được bao lâu, hỏa phượng hoàng còn chờ người sống sót quay về. Ta đã đáp ứng hỏa phượng hoàng sẽ giúp người an toàn trở về, tất nhiên là phải cố hết sức. Người bế quan tại thiên hỏa giáo 10 năm, hỏa phượng hoàng cũng đợi ngươi đủ 10 năm. Bây giờ lại mong ngươi ngày đêm, thiên hỏa giáo không có ý tốt đối với ngươi, chuyện ngươi niềm tình cũ với thiên hỏa giáo tạm thời gác một bên. Còn sống trở về vẫn mạnh hơn bất cứ thứ gì, để còn cho hỏa phượng hoàng một công đạo. Chuyện thiên hỏa giáo sau này hãy nói, đừng phụ người cũng đừng phụ mình. Nếu ngươi nghĩ thông, ta xem như không phí công lần này. Còn nếu ngươi nghĩ không ra, trước mắt còn muốn dây dưa không rõ với thiên hỏa giáo, tình nguyện cô phụ hỏa phượng hoàng, để nàng thủ tiết, ta còn biết làm thế nào nữa, cũng không thể trói ngươi lại được. Không có câu trả lời chắc chắn, côn lâm thụ im lặng. Sư phụ nuôi dạy y từ nhỏ đến lớn vẫn còn ở thiên hỏa giáo. Tuy Lưu Diệu không thể không đưa y cho Ngưu Hữu Đạo, nhưng Lưu Diệu cũng có bản giao, nói y phát hiện được điều gì bất thường bên phía Ngưu Hữu Đạo, phải kịp thời thông báo cho thiên hỏa giáo. Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn cái lồng kim xí treo dưới mái hiên, hôm nay, ta giao hai con kim xí cho ngươi trông coi ngư hữu đạo xem như đã giao một công việc nhẹ nhàng cho côn lâm thụ rõ côn lâm thụ lên tiếng cũng không biết nên nói cái gì với ngư hữu đạo mượn cơ hội xoay người bước đến chỗ lồng kim xí hai người tần kha bước đến hai bên ngư hữu đạo chăm chú nhìn cử động của côn lâm thụ cảm giác tên côn lâm thụ hơi lang tâm cẩu phế cũng không hiểu trưởng lão nghĩ như thế nào nếu dưa hái xanh không ngọt cần chi phải hao tâm tốn sức như thế chờ một lát tần quan thấp giọng hỏi một câu trưởng lão ngài cổ động các phái tìm phiền phức cho phiêu miểu các bây giờ chúng ta nên tiếp tục làm gì như hữu đạo nói nên làm cái gì thì làm cái đó kha định kiệt cười nói trưởng lão yên tâm đệ tử và tần sư huynh sẽ tuân theo dặn dò của ngài tiếp tục quan sát phiêu miểu các lúc nào cũng có thể tìm ra chuyện cho bọn họ như hữu đạo nhìn hai người một chút hăng quá hóa dở nên làm thì chúng ta đã làm rồi bây giờ chúng ta có thể thu tay an phận lại một chút ơ ờ, hai người nhìn nhau Tần quan hoài nghi hỏi, đã muốn an phận, vì sao ngài lại cổ động các phái tìm phiền phức cho phiêu miểu các? Như hữu đạo hỏi, chúng ta bị phiêu miểu các nhìn chằm chằm vui lắm sao? Bây giờ có người thay chúng ta ứng phó các bộ ti của phiêu miểu các không tốt à? Chúng ta có thể lùi về phía sau, thoát khỏi sự chú ý của phiêu miểu các, để bọn họ tiến lên đằng trước. Dứt lời, hắn bước về phía cánh cửa, hai người tần kha đuổi theo, ai ngờ như hữu đạo một tay chống kiếm giơ tay kia lên, ngăn hai người đi theo hai người đành dừng bước trơ mắt nhìn nghiêu hữu đạo mở cửa rời đi bước ra khỏi cánh cửa đi xuống bậc thềm nghiêu hữu đạo bước thẳng đến trước mặt khúc linh côn ta muốn thành lập liên lạc với người bên ngoài thánh cảnh khúc linh côn giật mình nhanh chóng nhìn xung quanh trong lòng không khỏi khẩn trương nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh thấp giọng nói người điên rồi sao ta đã nói với ngươi trước đó yêu hồ ti đang âm thầm giám sát ngươi ngươi có việc thì cứ nói một tiếng ta sẽ vào ngay sao lại chạy đến tìm ta chứ Ngưu Hữu Đạo nói, yên tâm đi, ngẫu nhiên gặp mặt hỏi vài câu chẳng chết ai đâu. Nếu có người hỏi, người nói bên này của ta có thêm một người, muốn tăng thêm thức ăn. Côn Lâm Thụ chưa đưa ra câu trả lời chính thức, cho nên hắn không tiện gọi Khúc Linh Côn vào nói chuyện, phải tránh mặt. Khúc Linh Côn cố gắng ổn định nhịp tim, tình huống của người sợ là không tiện liên lạc với bên ngoài. Bên trên chưa chắc đã đồng ý, Ngưu Hữu Đạo nói, ta nhất định phải kịp thời nắm giữ tin tức bên ngoài, người cứ việc báo lên đi. Khúc Linh Côn nói, được rồi, ta sẽ mau chóng báo lại ngươi. Chương 1554, Thành ý hợp tác 2. Nghiêu Hữu Đạo chắp tay, sau đó xoay người bước đi. Ban đêm, Toa Như Lai dạo bước đến bên trong một đình thủy tạ. Vương Tôn vẫn đứng trong bóng tối thấp giọng nói, Nghiêu Hữu Đạo muốn liên lạc với người bên ngoài, nói phải nắm giữ tình huống bên ngoài mới được. Toa Như Lai đứng chắp tay nhìn ánh sao chiếu xuống làn sóng nước lung linh, hắn đang nói đùa gì vậy? một khi hắn thành lập liên lạc với người bên ngoài chẳng phải người bên ngoài sẽ biết được hắn chính là nội ứng bên trong thánh cảnh sao để cho phiêu miểu các biết được tin tức bọn họ sẽ lập tức điều tra nói cho hắn biết muốn biết tình huống bên ngoài như thế nào chúng ta sẽ kịp thời cung cấp cho hắn mà tin tức của chúng ta còn xác thực và tỉ mỉ hơn vâng vương tôn đáp nhưng ngày hôm sau vương tôn lại phát ra tín hiệu cầu kiến lần nữa hai người gặp nhau tại một thung lũng bên trong núi tích tính Vương Tôn bẩm báo, hắn nói hắn ngay cả ngài là ai, có ý đồ gì cũng không biết, tin tức mà ngài cung cấp, hắn không thể tin được. Hắn nói muốn hắn tin tưởng tin tức mà ngài cung cấp cũng được, hắn chỉ muốn gặp mặt ngài. Chỉ cần xác nhận thân phận của ngài, hắn mới có thể tin tưởng ngài. Hai điều kiện, ngài hãy chọn một, nếu không đồng ý, hắn cho rằng không cần thiết phải hợp tác nữa, để phòng ngừa bị ngài kéo quá sâu. Nhân lúc bây giờ còn chưa làm cái gì, hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh bẩm báo với lam đạo lâm bên trong thánh cảnh có người âm thầm cấu kết với hắn hắn nói muốn hợp tác thì phải lấy ra thành ý hắn còn nhấn mạnh một điều một khi hắn liên lạc với bên ngoài người đó cũng sẽ nằm trong tay của ngài đồng thời để ngài yên tâm hơn người liên lạc với hắn tuyệt đối đáng tin không tiết lộ bất cứ tin tức gì một khi để lộ tin tức chính là đem tính mạng của mình ra đùa toa như lại im lặng một hồi cuối cùng lên tiếng khi truyền tin tức Nhất định phải làm tốt biện pháp đề phòng, tuyệt không được để người hữu tâm có được cơ hội điều tra ra. Vâng, Vương Tôn lên tiếng, "Thiên Đô Phong, Phiêu Miểu Các, trưởng môn Thiên Nữ giáo chỉ thanh lệ đang đứng bên ngoài Phiêu Miểu Các." Tin tức một số thành viên rèn luyện rời khỏi thánh cảnh đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhiều người rời khỏi thánh cảnh như vậy, muốn giấu giếm cũng không được, đành phải công khai lộ diện. Vì thế tin tức cũng không thể che giấu, việc các phái biết được tin tức cũng là chuyện bình thường. Tổng Đà Thiên hạt Tiền Trang nằm ngay Thiên đô Phong của Phiêu Miểu Các. Lần này Trì Thanh Lệ đến đây chính là hy vọng gặp được trưởng lão Thiên nữ giáo Tề Bích tang. Thủ vệ đã đi thông báo, có cho phép bà gặp Tề Bích Tăng hay không? Bà cũng không biết. Phiêu Miểu Các hình như cũng không ngăn cản thành viên đốc tra các phái liên lạc với thế lực sau lưng mình. Tề Bích Tăng cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người gặp mặt, Trì Thanh Lệ thì mừng rỡ, còn Tề Bích Tăng thì trột dạ. Dù sao, bà ta cũng đã viết thứ không tốt về Tông môn. Sau khi chào hỏi hai câu, hai người bước sang một bên nói chuyện. Chị Thanh Lệ tránh không được muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Những gì không cần giấu giếm, Tề Bích tan cũng không giấu giếm. Ý đồ của Thánh Cảnh rất rõ ràng. Dựa vào tác dụng có hạn của thành viên đốc cha bọn họ, hình như cho phép bọn họ vận dụng lực lượng của môn phái làm chỗ ủng hộ. Nếu không, cũng sẽ không cho gặp mặt. Sau khi nghe xong tình huống, Chị Thanh Lệ giật mình, như hữu đạo đẩy quản sự phiêu miểu các vào đại lao, còn giết một chấp sự của phiêu miểu các tề bích tăng đáp tình huống cụ thể thì ta không biết nhưng nội bộ phiêu miểu các đã thông báo như vậy lại còn công khai thông báo chắc sẽ không giả biết được ý đồ của thánh cảnh sắc mặt trí thanh lệ trở nên ngưng trọng tâm trạng vô cùng nặng nề bọn họ muốn bức các phái đấu với phiêu miểu các bên trong đại điện nghị sự của tử kim động tiếng gầm gừ của trưởng lão nghiêm lập truyền ra tên kia điên rồi sao lại dám gây sự bên trong thánh cảnh hắn muốn làm gì vậy vẻ mặt một đám cao tầng tử kim động đều nghiêm túc sau khi nghe được thông tin, bọn họ đều kinh hãi vô cùng. Bình thường, không ai dám trêu chọc bất kỳ người nào của phiêu miểu các. Nghiêu hữu đạo thì ngược lại, chẳng những đẩy một quản sự của phiêu miểu các vào nhà giam, còn giết thêm một chấp sự của phiêu miểu các. Hắn cho rằng phiêu miểu các không dám động vào tử kim động sao. Bầu không khí bên trong đại điện vô cùng nặng nề. Cung lâm sách cân nhắc một chút rồi nói, phiêu miểu các từ lúc nào lại tùy ý truyền tin tức bên trong thánh cảnh ra ngoài chứ. Tin tức chưa chắc là thật, cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút rồi nói. Mao Lư Sơn Trang, Văn Mạc Nhi đã mặc trang phục phụ nhân nhận một phong thư ngay cửa ra vào, sau đó quay người bước vào sâu trong nội viện. Mặc kệ sóng gió bên ngoài thế nào, cùng lâm sách vẫn tuân thủ lời hứa, Văn Mạc Nhi không thể không tiếp nhận sự an bài của số mệnh, gả cho cửa an. Nàng đưa phong thư đến cho viên cương, viên cương hỏi ai gửi vậy, Văn Mạc Nhi cười tủm tìm, không biết nữa, có người đưa đến ngoài cổng, bảo chuyển cho ngươi viên cương cảm ơn văn mặc nhi liền cáo từ sau khi xem qua nội dung trên thư một lần sắc mặt viên cương thay đổi sắc mặt thay đổi hắn ta vội vàng gấp thư lại nhanh chóng nhìn xung quanh sau đó quay người bước nhanh vào trong phòng đóng cửa lại lúc này mới nhìn kỹ nội dung trên thư sau khi nắm giữ tình huống trong thư viên cương lại nhanh chóng mở cửa hô to đoạn hổ đoạn hổ rất nhanh xuất hiện bước nhanh đến hành lễ viên ra viên cương hỏi hồng nương đâu đoạn hồ ngạc nhiên đáp lại chắc là ở trong nhà để ta đi hỏi một chút viên cương nói tìm bà ấy bảo bà ấy đến gặp ta vâng đoạn hồ lĩnh mệnh rời đi thật sao bên trong một tiểu viện của mao lư biệt viện hỏa phượng hoàng nắm chặt hai tay quản phương nghi không thể tin nổi tại sao hồng tỷ lại có được tin tức bên trong thánh cảnh chứ không phải tỷ nói để an ủi ta chứ quản phương nghi cầm lại hai tay hỏa phượng hoàng chân thành nói tin tức rất chính xác là do phía thiên hỏa giáo chuyển đến nói phiêu miểu các bảo thiên hỏa giáo bổ sung một đệ tử. Côn lâm thụ không còn là người của thiên hỏa giáo nữa, là đạo gia yêu cầu côn lâm thụ đi theo đạo gia rèn luyện. Thiên hỏa giáo phải bổ sung người, muội tử, côn lâm thụ thoát ly khỏi thiên hỏa giáo đến bên cạnh đạo gia, có đạo gia chăm sóc, thế lực không còn đơn bạc nữa. Bây giờ chắc muội yên tâm rồi chứ, hỏa phượng hoàng vui đến phát khóc, liên tục gật đầu, tạ đạo gia, tạ ơn đạo gia rất nhiều. Là do nghiêu hữu đạo không có ở đây, nếu có, sợ rằng nàng đã quỳ xuống để cảm ơn sư huynh bị xem như phản đồ tiến vào thánh cảnh sợ là phải tứ cố vô thân mặc dù trước đó nàng đã liên tục cầu xin nghiêu hữu đạo hy vọng nghiêu hữu đạo có thể chiếu cố côn lâm thụ nghiêu hữu đạo cũng đã đồng ý nhưng nàng cũng biết thánh cảnh không phải là nơi mà nghiêu hữu đạo muốn làm gì thì làm bây giờ kết quả như vậy có thể thấy được đạo gia đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư điều này cũng chứng minh sư huynh sẽ có thể sống sót Nỗi lo trong lòng tạm thời đã lắng xuống, bảo nàng làm sao có thể không vui mừng và cảm kích. Quản Phương nghi mỉm cười, cũng cảm thấy vui. Đạo gia có thể quyết định bên trong thánh cảnh, vừa đem Côn Lâm thụ đến bên cạnh, mà còn gây sự bên trong thánh cảnh, rõ ràng sức sống bắn ra bốn phía. Về phần đạo gia giết chết ai, bà không quan tâm. Dưới cái nhìn của bà, người mà đạo gia ra tay giết chết, khẳng định là nên chết. Chỉ cần đạo gia không có việc gì, cái khác không quan trọng. Tóm lại, tin tức từ các bên truyền đến, nội ứng của đạo gia ở thánh cảnh đã có được không gian chu toàn. Bà chẳng những cảm thấy vui vì nghiêu hữu đạo sống rất tốt, mà còn cao hứng vì nghiêu hữu đạo có thể gây ra chuyện. Cái tên xấu xa này khiến cho bà rất thích thú, lúc nào cũng chỉ thích làm loạn. Đến thánh cảnh rồi lại không an phận, lại còn gây sự bên trong thánh cảnh. chương 1555, mật tín của đạo gia. Vì thế, sau khi nghe tin tức liên quan đến côn lâm thụ, bà vội chạy đến nơi này đầu tiên để chia sẻ niềm vui với hỏa phượng hoàng. Trong lúc hai người phụ nữ đang vui vẻ, có người đến. Hồng Nương, đoạn hổ bước nhanh vào viện, mời quản phương nghi đến một bên, thấp giọng nói, viên gia bảo bà lập tức đến đó một chuyến. Lập tức, quản phương nghi cao mày, bất mãn việc viên cương đến kêu đi hết chuyện gì. Đoạn hổ khách sáo đáp lại, ta cũng không biết nữa. Được rồi, ta đã biết, quản phương nghi không vui, quay sang trấn an hỏa phượng hoàng vài câu, lúc này mới theo đoạn hổ rời đi. Hai người vừa đến trạch viện Viên Cương, chỉ thấy Viên Cương đang chờ bà dưới mái hiên. Quản Phương Nghi bước thẳng đến, Viên Cương phất tay, ra hiệu đoạn hổ đứng canh bên ngoài, không cho người lạ đến gần. Đoạn hổ dừng lại, canh phòng bốn phía, còn Quản Phương Nghi thì bước lên bậc thang, lạnh lùng nói, vội vội vàng vàng chuyện gì thế. Hai người này lúc nào cũng không hợp nhau, Viên Cương không lên tiếng, bước vào trong nhà, chờ người bên ngoài bước vào theo. Quản Phương Nghi vừa vào phòng, viên cương lập tức đóng chặt cửa phòng lại. Ánh sáng tối sầm, Quản Phương Nghi giật mình quay lại, cảnh cáo, hầu tử, cô nam quả nữ, ngươi đóng cửa cái gì? Ngươi không sợ lão nương đây làm hỏng thanh danh của ngươi. Viên cương lười nói nhảm với bà, lấy phong thư trong tay áo ra, thấp giọng nói, đạo ra gửi thư. Sao, Quản Phương Nghi kinh ngạc, nhanh chóng giật lấy phong thư mở ra xem. Xem xong lại không hiểu, cao mày hỏi, đạo gia đang ở bên trong thánh cảnh. Tại sao lại truyền tin cho ngươi? Hơn nữa, đây là chữ viết của đạo gia à? Bà ta biết chữ viết của Ngưu Hữu Đạo, cho dù viết thư đặc biệt cho Viên Cương, chữ viết đặc biệt đó bà cũng đã nhìn qua. Chữ viết của đạo gia rất đẹp nhưng chữ trước mắt chữ thì như rồng bay phượng múa, chữ thì như gà bới, cái thứ gì vậy? Viên Cương giật thư trở về, là thư của đạo gia, không sai đâu. Đây là lối viết thảo của đạo gia, ta rất quen. Lối viết thảo là cái quỷ gì? Quản Phương nghi hoài nghi hỏi sắc mặt viên cương ngưng trọng lại, cái quỷ gì thì ngươi không cần để ý. Ngươi chỉ cần biết, có thể để đạo gia dùng lối viết thảo để liên lạc với ta, chính là phòng ngừa việc thư bị người ta mở ra xem, tuyệt đối phải giữ bí mật. Đạo gia nói, có việc muốn hai người chúng ta phối hợp với nhau. Nghe hắn ta nói như vậy, cộng thêm hầu tử không phải loại người ăn nói bừa bãi, quản phương nhi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đạo gia hẳn đã thành lập con đường liên lạc với bọn họ bên trong thánh cảnh bà lập tức nghiêm mặt trong thư nói muốn chúng ta làm gì viên cương đáp đạo gia muốn chúng ta tìm người tuyệt đối đáng tin đến thành trích tinh để nắm giữ tình huống của thành chủ toa huyễn lệ một khi có nắm chắc trong tình huống không được để lọt tin tức bảo vân cơ ra tay bắt toa huyễn lệ lại cái gì bắt toa huyễn lệ quản phương nghi giật mình việc này chơi hơi bị lớn rồi ngươi nhỏ giọng một chút viên cương cảnh cáo quản phương nghi vội vàng che miệng biểu hiện nhận sai đồng thời cẩn thận nhìn xung quanh cũng biết mình thất thố viên cương nói tiếp trong thư đạo gia có nói việc này không nên có quá nhiều người biết một mình vân cơ ra tay là được không có vấn đề gì đâu điều chúng ta cần làm chính là không được để dò gì tin tức quản phương nghi hoài nghi hỏi toa huyễn lệ là con gái ruột của toa như lai đạo gia bên trong thánh cảnh lại yêu cầu chúng ta bắt toa huyễn lệ bên ngoài thánh cảnh chẳng lẽ đạo gia đang đối mặt với toa như lai bên trong thánh cảnh viên cương nói cũng không biết nữa trong thư đạo gia không nói gì nhiều nhưng nếu đạo gia đã nói như vậy nhất định có dụng ý của ngài ấy không phải có quyết định trọng đại ngài ấy sẽ không để cho chúng ta tùy tiện mạo hiểm chúng ta cứ làm theo thôi quản phương nghi gật đầu ta thấy đạo gia viết rất nhiều chữ trên thư nhưng chỉ bàn giao mấy chuyện này thôi sao viên cương nói còn có một số việc nữa bảo chúng ta tập hợp tình huống bên ngoài thành tin vắn bao gồm tình huống của toa huyễn lệ định kỳ truyền cho ngài ấy để ngài ấy có thể nắm giữ được tình huống bên ngoài, thuận tiện cho ngài ấy cân nhắc làm việc bên trong thánh cảnh. Đình kỳ, quản phương nghi hỏi dò, nói cách khác, đạo gia đã thành lập con đường liên lạc trong ngoài thánh cảnh. Viên cương nói, hẳn là như vậy, trong thư có ghi cho ta địa điểm chỉ định dùng để liên lạc kim sĩ. Về sau, nếu có tình huống gì, cứ dùng kim sĩ truyền tin là được. Ngài ấy còn cố ý dặn dò chúng ta, đừng có ý định nhìn trộm hướng đi của kim sí hay kim xí lui tới với hai. Nếu không, chẳng những không dò ra kết quả, ngược lại còn rước lấy họa diệt khẩu. Bảo ta cứ liên hệ trực tiếp với ngài ấy là được. Quản phương nghi tặc lưỡi, thấp giọng nói, xem ra bên trong thánh cảnh có người cấu kết với đạo gia, nếu không, sẽ không qua được cửa ải ra vào thánh cảnh. Viên cương nói, đây không phải là việc chúng ta nên quan tâm. Bây giờ ngươi hãy đi sắp xếp nhân thủ đáng tin đến thành trích tinh, còn ta đi xem kim xí dùng để liên lạc. Được, quản phương nghi gật đầu. Sau khi hai người mở cửa ra ngoài, quản phương nghi trở về chỗ của mình, còn viên cương đến sau núi cưỡi phi cầm cỡ lớn bay đi. Hai người không hợp nhau, nhưng khi thư của Ngưu Hữu Đạo vừa đến, cả hai không chút do so dự, liên thủ hành động. Huyền Diệu ra ngoài, lúc đầu chỉ định giam y ba ngày, nhưng cân nhắc một số chuyện xảy ra phía sau, đinh vệ nhốt y thêm một khoảng thời gian, đồng thời tiến hành thẩm vấn nhiều lần. Sau khi ra ngoài, khôi phục được pháp lực bản thân, biết đinh vệ không ở thành vấn thiên, chuyện thứ nhất y làm chính là tắm rửa. Tắm rửa xong, y phát hiện Hoàng Ban đang chờ mình bên ngoài. Hai người gật đầu chào hỏi, sau đó đến hiên các để ngồi. Im lặng một hồi, sau khi nước trà được dâng lên, Hoàng Ban bưng chén trà xin lỗi, huyền huynh, nhốt huynh lâu như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ. Huyền Diệu lắc đầu, chuyện không liên quan đến huynh, ta biết, đây là ý của tiên sinh, lúc này tránh đi hiểm nghi cũng tốt, Hoàng Ban cười khổ, huyền huynh hiểu cho ta là tốt rồi. Tạm thời ngừng chức vụ của huynh, tiên sinh cũng là bất đắc dĩ. Huyền Diệu lãnh đạm nói, để huynh thay thế ta cũng tốt mà. Hoàng Ban nghe được sự bất mãn trong giọng nói của y, chỉ thở dài, huyền huynh đừng hiểu lầm. Nếu được lựa chọn, có đánh chết ta cũng không muốn tỏa chấn thành vấn thiên. Bây giờ huyền huynh nhàn rồi, còn phiền phức của ta lại lớn. Huyền Diệu có vẻ ngoài ý muốn, là sao? Hoàng Ban than thở, huynh không biết, thành viên đốc cha giống như chó dại, người nào cũng cáo trạng với thánh tôn, nói chúng ta tận lực làm khó dễ, không tôn trọng bọn họ, bây giờ đầu ta như muốn to ra ngày nào cũng phải ứng phó với sự chất vấn của bên trên nếu không phải còn có tiên sinh ở trên gánh bớt có lẽ ta đã thổ huyết mà chết rồi còn có chuyện như vậy sao xem ra lá gan của những người đó to hơn rồi bọn họ cho rằng chúng ta không thu thập được bọn họ hay sao huyền diệu hư lạnh chợt cao mày trước đó còn an phận bây giờ đột nhiên phát tác sợ là đã bị nghiêu hữu đạo xúi dục hoàng ban thở dài là nghiêu hữu đạo xúi dục cũng được không phải cũng được tóm lại bây giờ bọn họ đoán chừng đã nhìn thấy thái độ của thánh tôn cho nên gan mới lớn ra huyền diệu bưng chén trà lắc đầu nói ta thấy vẫn là tiên sinh lo lắng quá nhiều rồi khi lựa chọn nhân thủ các phái đến rèn luyện ngài ấy nên làm theo lời ta bảo chọn một số tai mắt mà chúng ta xếp ở các phái tiến vào là được cũng dễ cho chúng ta nắm giữ những người kia muốn làm gì sau lưng hoàng ban vỗ nhẹ bàn lão huynh tiên sinh lo lắng không phải là không có lý Tai mắt Phiêu Miểu các sắp xếp vào các phái, tuy là cơ mật nhưng trong tay các thánh tôn nhất định cũng có danh sách, ai dám cam đoan thánh tôn sẽ không thẩm tra, đối chiếu. Đến lúc đó hỏi đến, Bảo Tiên Sinh phải giải thích như thế nào? Chương 1556, Tuyết Lạc Nhi lập gia đình. Huyền Diệu nheo mắt, nói cách khác, khi tin tức rèn luyện vừa có, Tiên Sinh đã đoán được thánh tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu các. Hoàng ban đáp cách thiên uy quá gần, Tiên Sinh cũng có việc khó xử của mình có một số việc vẫn nên giả bộ không biết thì tốt hơn. Huyền Diệu im lặng uống trà, lại hỏi, trong số các phái, nhảy sung nhất chỉ sợ là cái tên như Hữu Đạo kia. Huyền Diệu khoát tay, Nghiêu Hữu Đạo gần đây lại khá trung thực, không có bất cứ trình báo gì, ngược lại bảy nhà kia trên nhảy dưới tránh cái gì cũng không xong. Sinh sự từ những việc không đâu, lại còn ở không đi gây sự. Từ lúc tham gia đốc cha, chúng ta đều phải thu liếm, không tiện hoàn thủ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu không, bọn họ vừa đến đã khiến bọn họ như nước chảy hoa rơi, sẽ mang tiếng khiêu khích, khiến sắc mặt Thánh Tôn càng khó coi hơn. Huyền Diệu hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc cái phái trên nhảy dưới tránh, chú ý nhất vẫn là Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo trung thực rồi sao? Hắn không đi gây sự, y thật sự ghi nhớ rất sâu chuyện trình báo liên tiếp của Ngưu Hữu Đạo. Hoàng Ban biết trong lòng Huyền Diệu đang kèm nén chuyện Ngưu Hữu Đạo, không đi gây sự, tương đối an phận hơn so với bảy nhà khác nhưng gần đây hắn thường xuyên điều động phi cầm cỡ lớn rời khỏi thành vấn thiên hôm nay không đến các điểm đóng giữ phía đông thì ngày mai lại đến các điểm đóng giữ phía tây cơ hồ ngày nào cũng chạy làm ra vẻ đốc cha hết sức vì thánh tâm huyền diệu nói cẩn thận hắn lại gây chuyện hoàng ban nói ta cũng lo lắng nhưng trước mắt xem ra đã an phận hơn rồi huyền diệu đột nhiên nói một câu hoàng huynh nếu giao yêu hồ ti cho ta xử lý thì như thế nào hoàng ban im lặng cuối cùng thở dài huyền huynh không phải ta không nể mặt huynh, ta cũng biết huynh nuốt không trôi cục tức này. Đinh tiên sinh cũng như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc, như hữu đạo liên tiếp cáo trạng, rõ ràng đã đắc tội với chúng ta, cũng đã báo lên trên hắn có mâu thuẫn với huynh. Lúc này mà hắn xảy ra chuyện, không muốn làm cho người ta hoài nghi cũng khó. Hắn vừa cáo trạng, sau đó chết đi, đây được xem là chuyện gì chứ? Huyền huynh, bây giờ thánh tôn làm việc cũng được xem là còn lưu chỗ trống, còn tính là giảng quy củ nhưng nếu chọc giận thánh tôn huynh cho rằng giết nhiều hữu đạo chết là chuyện hợp tình hợp lý sao cho là không có chứng cứ thì không động được chúng ta à không cần lý do trực tiếp hạ chỉ đã có thể giết một thành viên có liên quan một khi huynh đến thánh địa vậy thì không phải phiêu miểu các cha hỏi lam minh đến long phiếm hải có cắn chết không nhận thì làm được cái gì bây giờ thi thể vẫn còn treo trong thành để thị chúng kia kìa huyền huynh cũng bị lam minh thẩm vấn vì sao lại không bị tra tấn không phải Lam Minh có chứng cứ hay không, là do tiên sinh đảm bảo cho huynh. Lam Minh nể mặt tiên sinh, nếu không, huynh không chết cũng bị lột ra. Ở phiêu miểu các, tiên sinh chấp trưởng phiêu miểu các, còn có thể đảm bảo tính mạng cho chúng ta. Nhưng một khi đến thánh địa, tiên sinh không xen tay vào được. Chín đại thánh địa, đắc tội một hai nhà cũng không thành vấn đề, chỉ cần phía sau chúng ta cũng có thánh địa làm chỗ dựa, không ai có thể tùy ý đồng vào người nhà của ai. Nhưng các phái đốc cha là ý của chín vị cộng lại lúc này giết ngưu hữu đạo, một khi thánh địa thiên lam moi ra được thành viên có liên quan, thánh địa đại nguyên của chúng ta sợ rằng phải mắt nhắm mắt mở, không lên tiếng. Mặc kệ có tra ra được cái gì hay không, huynh cho rằng huynh có thể còn sống trở về. Huyền huynh, không phải là ta không nể mặt huynh, đây cũng là ý của đinh tiên sinh, bảo huynh tạm nghỉ ngơi một thời gian. Qua đợt này rồi hãy nói, huyền diệu im lặng không nói, đến giờ cơm, thức ăn được đưa đến nội viện của Ngưu hữu đạo mở ra xem, có vẻ phong phú một chút. Sau khi thành viên đốc tra các phái gửi thư lên trên nói các ti cố ý làm khó dễ bọn họ, chất lượng cơm canh cho thành viên đốc tra các phái cũng được tăng lên, cũng không cần thiết phải trần tình mấy chuyện nhỏ nhặt này lên trên. Nhưng các ti cũng không nhận được thái độ hòa hoãn của thành viên các phái, ngược lại còn khiến các phái thấy được hiệu quả của việc trình báo, lại càng phách lối hơn. Ta không ăn đâu, các ngươi ăn đi, nhìn thức ăn trên bàn, như hữu đạo nói. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, đành phải trừ lại một phần cho côn lâm thụ bây giờ ba người thay phiên nhau phụ trách canh gác điểm dừng chân nghiêu hữu đạo trở về phòng của mình bước vào phòng đóng cửa móc ra một phong thư trong tay áo lúc nãy khúc linh côn đưa hộp cơm vào đã lén đưa cho hắn hắn mở ra xem là chữ viết rất quen viên cương hồi âm cho hắn trên thư biểu hiện đã nhận được tin đã đi chấp hành bảo hắn yên tâm đọc được tin này xác định người sau lưng khúc linh côn đã giúp hắn cũng không cảm thấy vui chắp tay đi qua đi lại trong phòng vừa đi vừa suy nghĩ việc này đến nay hắn vẫn suy nghĩ không thông vì sao người đứng đằng sau lại giúp hắn vấn đề lớn nhất là đối phương đã nắm được chuyện hắn làm ở bí cảnh thiên đô trước đó khi thương lượng với đối phương hắn đã cố ý uy hiếp cũng là để thăm dò nhưng đối phương cũng không đem việc ở bí cảnh thiên đô ra uy hiếp hắn ngược lại còn đồng ý giúp hắn hắn không cho rằng đối phương quan tâm tính mạng của khúc linh côn Bất luận Khúc Linh Côn hay là Thường Thanh Sơn bên phía Thủ Khuyết Sơn trang cũng chỉ là thủ hạ tiểu tốt mà thôi. Dám dùng những người này liên lạc với hắn, đối phương khẳng định có thủ đoạn tự vệ. Cho dù hắn lật bàn, cùng lắm Khúc Linh Côn và Thường Thanh Sơn không may, hắn không tra ra được người giật dây. Nói cách khác, một khi chọc giận đối phương, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh hai con tốt này để giết chết hắn. Nhưng đối phương không làm như vậy, bây giờ, tin của Viên Cương đến tay hắn, đã chứng minh thành ý của đối phương vì sao lại như vậy nghĩ đến nghĩ lui đơn giản chỉ có ba khả năng một chuyện hắn làm ở bí cảnh thiên đô người giật dây không cách nào tung ra một khi tung khai người đó cũng sẽ bị bại lộ hai trong tay đối phương khả năng không có chứng cứ bởi vì hành vi của hắn lúc đó là tự vệ ai cũng sẽ hoài nghi phiêu miểu các muốn diệt trừ hắn bây giờ chỉ chứng hắn người đó không đưa ra được chứng cứ có sức thuyết phục ba đối phương thật sự muốn giúp hắn nhưng ba khả năng này chỉ đều là suy đoán của hắn suy cho cùng vẫn là vấn đề kia vì sao đối phương lại giúp hắn vì sao ngay từ đầu lại nói muốn giúp hắn cho dù giúp cũng không thể vô duyên vô cớ được cái gì cũng phải có nguyên nhân hơn nữa đối phương chưa hề đề cập bất cứ điều kiện gì với hắn càng không đề cập đến điều kiện lại càng khiến trong lòng của hắn không chắc chắn hắn lo lắng nhất người đó không phải là người mà hắn nghi ngờ mà là một trong chín thánh đưa tay nhìn phong thư lần nữa Hắn chậm rãi tiêu hủy. Việc này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò cho ra kết quả. Nếu không, hắn đứng ngoài sáng, bị người trong tối nắm trong tay, căn bản không biết trong tay đối phương nắm chiêu gì, lúc nào cũng bị động, điều này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Sau khi ra ngoài, Tần Quan và Kha Định Kiệt đã dùng cơm tối xong, đổi ca cho Côn Lâm Thụ đi ăn cơm. Nưu Hữu đạo bước đến bên cạnh hai người, nói: "Chúng ta đã chạy xong các cứ điểm gần đây. Hôm nay bắt đầu đi xa hơn." Khả năng không thể về trong ngày. Các người hãy báo với Phiêu Miểu Các, chuẩn bị mượn phi cầm lớn hơn. Vâng, hai người lên tiếng, sau đó nói với nhau vài câu, Tần Quan là người đi. Kha Định Kiệt hơi nghi ngờ, trưởng lão, chúng ta chạy đến chạy lui như thế, có lợi gì không? Mấy ngày qua, cả hai người theo hắn chạy đến chạy lui. Nói thật, giống như đi dạo thì đúng hơn, chẳng nhìn ra được có dụng ý gì cả. Chương 1557, xuyên dĩnh là người của lệnh hồ thu một. Nghiêu hữu đạo nói, không có tác dụng gì cả, chỉ cho thấy chúng ta chăm chỉ với chức trách của mình mà thôi. Qua loa một câu, hắn quay người rời đi. Khi tần quan báo cáo trở về, y có điều khiển theo một con phi cầm cỡ lớn, trực tiếp rơi xuống đỉnh viện. Ba người tử kim động chuẩn bị một chút rồi leo lên phi cầm bay đi, trong viện chỉ còn lại một mình côn lâm thụ trông coi một con kim xí. Sí. Con còn lại đã được nghiêu hữu đạo mang đi, y không biết mỗi ngày nghiêu hữu đạo chạy qua chạy lại như vậy để làm gì. Sau khi y đến đây, y rất rảnh như hữu đạo mỗi lần xuất hành cũng không dẫn y theo y dần dần cảm thấy trước khi y chưa triệt để xác định lập trường có một số việc như hữu đạo đang tận lực né tránh y từ lúc thua trong tay như hữu đạo ở nước tề cho đến lúc này lại còn gặp một số trắc trở cả người thay đổi không ít ngạo khí năm đó đã sớm bị mày hết chỉ còn lại dày vò trên một hòn đảo nằm trên một biển rộng mênh mông phi cầm từ trên trời lao xuống bãi đất trống ba người nghiêu hữu đạo bước xuống hai thành viên phiêu miểu các xuất hiện lên tiếng chất vấn là ai nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo trả lời đồng thời ra hiệu tần quan lấy thủ lệnh của phiêu miểu các đưa cho người kia xem sau khi xác nhận là nghiêu hữu đạo hai thành viên phiêu miểu các nhìn nhau thái độ trở nên khách sáo không ít mặc dù vẫn còn rất xa lạ không khách sáo cũng không được thậm chí còn có chút khẩn trương bọn họ đã nhận được thông báo về cái chết của long phiếm hải biết người này không phải thứ gì tốt nhất định là đến gây sự Đối với thái độ của bọn họ, Tần Quan và Kha Định Kiệt tập mãi thành quen. Gần đây hai người đi theo Ngưu Hữu Đạo chạy đến chạy lui, thái độ người phiêu miểu các đều không khác nhau mấy. Tùy tiện trò chuyện hai ba câu, hai người mời Ngưu Hữu Đạo đi dùng trà. Ngưu Hữu Đạo không có hứng thú, chỉ nhìn bốn phía, hỏi trước đây nghe nói nơi này có hơn 16 người đóng giữ, tại sao bây giờ chỉ có hai người, còn những người khác đâu. Không bao lâu sau, Ngưu Hữu Đạo rời khỏi chỗ này, đến một hòn đảo gần đó, đứng sóng vai với đảo chủ phụ trách nơi này là Từ Lương, chỉ thấy trong biển có người nhô lên, trên vai còn vác một con trai lớn rất lạ. Rắc một tiếng, con trai lớn bị bổ ra trước mặt mọi người. Người ra tay thò vào trong đống thịt tìm kiếm, sau đó cầm ra một hạt châu nhỏ bằng nắm tay phóng ra ánh sáng mênh mông. Đảo chủ Từ Lương vẫy tay, thủ hạ liền đưa hạt châu đến. Cầm hạt châu, Từ Lương xem qua một lượt, nói, không có tỷ vết, chính là thứ này. Nói xong, ông ta đưa cho Ngưu Hữu Đạo như hữu đạo cầm lấy cảm nhận hạt châu khá nặng hắn đưa lên mũi người không có mùi liền hỏi mục đích các người ở đây chẳng lẽ là vì cái này từ lương vội giải thích như trưởng lão đừng hiểu lầm không phải là chúng ta không tận hết chức vụ là thánh địa băng tuyết truyền lời bảo chúng ta thu thập bảo châu bảy sắc đến đó muốn tìm thứ này dưới biển sâu cũng không dễ dàng gì chúng ta cũng không còn cách nào phải phụng mệnh làm việc như hữu đạo nhịn không được hỏi thánh địa băng tuyết cần thứ này làm gì từ Lương ngạc nhiên hỏi, Như trưởng lão không biết, Như Hữu đạo giật mình, sau đó cười nói, nếu không phải bí mật gì, xin lắng tai nghe. Từ Lương cười nhạt, không có gì khó nói cả. Thánh địa băng tuyết sắp có chuyện vui, cháu gái của Tuyết bà bà chuẩn bị lập gia đình, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, sớm muộn người cũng sẽ biết. Bảo châu bảy sắc hẳn là dùng để trang trí, Như Hữu đạo kinh ngạc, không phải các chủ tuyết lạc nhi của băng tuyết các lập gia đình chứ? Từ Lương nói, đúng vậy cháu gái của tuyết bà bà ngoại trừ người này thì không còn cháu gái nào khác gió biển tung bay tay áo của ngưu hữu đạo như có điều suy nghĩ hắn nhớ lại tình huống của băng tuyết khác không khỏi hỏi một câu không biết là ai có phúc có thể lọt vào mắt xanh của các chủ băng tuyết khác từ lương đáp không biết nữa việc này đột nhiên xuất hiện nghe nói là một tán tu trong giới tu hành tên là xuyên dĩnh cực kỳ tuấn mỹ tán tu ngưu hữu đạo cảm thấy ngoài ý muốn không cảm thấy ngoài ý muốn cũng không được chỉ một tán tu mà có thể lấy người có thân phận như tuyết lạc nhi cho dù là ai cảm giác đầu tiên luôn là không có thiên lý nghĩ cũng có thể nghĩ được chỉ cần cưới tuyết lạc nhi trong nháy mắt người đó sẽ trở nên cao cao tại thượng vinh hoa phú quý thì không nói đời này cũng không cần lo về tài nguyên tu luyện huống chi đối với một tán tu mà nói vận mệnh sẽ thay đổi một cách long trời lở đất nghiêu hữu đạo cực khổ cả mấy năm trời mới bước được đến ngày hôm nay người ta cũng là tán tu chỉ vì cưới được một người phụ nữ, đột nhiên một bước lên trời, còn cái gì có thể nói được chứ? Hắn nghĩ không ra, đành hỏi tiếp, tại sao Tuyết Lạc Nhi lại đồng ý gả cho một tán tu chứ? Từ lương mỉm cười, không phải nghe nói tướng mạo người đó cực kỳ tuấn mỹ sao? Như hiểu đạo ừng một tiếng, nói như vậy, đây chính là lý do mà Tuyết Lạc Nhi đồng ý, nhưng với thân phận và địa vị của Tuyết Lạc Nhi, gả cho một tán tu, Tuyết bà bà vẫn để cho nàng ấy tùy ý à? Từ lương đáp, hình như trước đó cơ lạc tuyết đã giữ bí mật rất tốt. Khổ khổ, nói đến đây, ông ta ho khan hai tiếng, dường như ý thức được có mấy lời không nên nói, đành chuyển sang lời khác, cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ là nghe chút phong thanh, là phong thanh mà thôi. Như hữu đạo đã nhìn ra, bên trong chắc chắn có điểm đặc biệt. Người ta không tiện nói, hắn cũng không tiện miến cưỡng, cẩn thận nhìn viên ngọc trong tay, viên ngọc này ánh sáng màu lam nở rộ, không hề có tạp sắc khác, rõ ràng là bảo châu màu xanh lam, tại sao gọi là Bảo Châu Bảy Sắc? Từ Lương nói con trai này có tên là Cầu Vồng. Bảo Châu mà nó sinh ra không chỉ có màu lam mà còn có màu của Bảy Sắc Cầu Vồng. Trước khi con trai Cầu Vồng mở ra, không ai biết bên trong cơ thể nó sẽ có Bảo Châu màu gì, chỉ có đập vỡ nó ra mới biết được. Vừa lúc ngọc trai này màu lam mà thôi, như hiểu đạo gật đầu, thì ra là thế, không nghĩ đến ở đây lại có thứ đồ mới mẻ như vậy. Lần này xem như ta được mở rộng tầm mắt, nói xong, hắn vội vàng trả bảo châu lại, từ lương nói, nếu như trưởng lão thích, ta sẽ cho người thu thập đủ bộ bảo châu bảy sắc cho ngài, như thế nào? Ông ta nhiều ít cũng lo lắng Nghiêu Hữu Đạo sẽ gây chuyện. Nghiêu Hữu Đạo khoát tay, thôi khỏi. Chính ngươi cũng đã nói, vật này sinh trưởng tại biển sâu, muốn lấy cũng không dễ dàng gì. Từ lương lắc đầu, không có vấn đề gì đâu. Đồ cống cho thánh địa băng tuyết, lớn nhỏ gì cũng phải tận lực, không thể đưa mấy thứ thượng vàng hạ cám. Sau đó mới chuẩn bị một bộ cho Nghiêu Trưởng Lão, hình dáng có lẽ sẽ không được tốt lắm, như trưởng lão không chê là mừng lắm rồi như trưởng lão yên tâm đồ sau khi lọc ra chúng ta cũng chỉ dùng để trang trí chưa nói đến tội lỗi gì tuy nói là nói như vậy nhưng nghiêu hữu đạo biết người ta đã muốn tặng cho hắn đương nhiên chất lượng sẽ không quá kém lúc này thân phận của hắn là đốc cha lại đi nhận quà hối lộ rất dễ bị người ta nói ra nói vào hơn nữa bảo châu cũng chẳng có tác dụng với hắn nhưng người ta đã có ý tốt hắn cũng không tiện từ chối uyển chuyển nói có gì để nói sau. Từ lương mỉm cười, vậy là được rồi, nếu như trưởng lão có rảnh, ngài hãy đến đây để lấy. Ta sẽ chuẩn bị trước cho ngài. Như Hữu đạo mỉm cười ứng phó, cũng không ở lâu, tùy ý đi dạo một chút rồi cáo từ. Tiến tên ôn thần đi xong, nhìn điểm đen biến mất trên bầu trời, đảo chủ từ lương nhẹ nhàng thở ra. Địa vị của Long phiếm hải cao hơn ông ta nhiều. Long phiếm hải là chấp sự một ti, là người của đinh vệ đệ tử thiên tôn, có phiêu miểu các làm chỗ dựa, nhưng vẫn bị Nghiêu Hữu Đạo giết chết. Ông ta chỉ là đảo chủ một đảo, là cái thá gì chứ? Chương 1558, Xuyên Dĩnh là người của lệnh Hồ Thu 2. Ông ta đến đây làm đảo chủ, cũng là vì không có bối cảnh. Đụng phải đốc cha như Nghiêu Hữu Đạo, ông ta trêu chọc không nổi, huống chi Nghiêu Hữu Đạo còn nổi tiếng ngay cả bên ngoài. Đi hai nơi mất ba ngày, Nghiêu Hữu Đạo quay trở lại thành Vấn Thiên. Nộp lại phi cầm cỡ lớn cho thành Vấn Thiên, hoàn tất một vài thủ tục, tần quan hỏi, trưởng lão, ngày mai còn phải tiếp tục ra ngoài nữa sao? Nghiêu hiểu đạo thuận miệng đáp, lần này đi xa chút, nghỉ ngơi một hai ngày rồi hãy đi. Hai người tần kha nhìn nhau, kha định kiệt thấp giọng nói thầm, trưởng lão muốn làm gì vậy nhỉ? Tần quan nói, không biết, chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, so sánh với các phái trong thiên hạ, sẽ không ai quen thuộc hoàn cảnh trong thánh cảnh hơn chúng ta. Hai người thì thầm sau lưng, nghiêu hiểu đạo đều nghe thấy, nhưng hắn vẫn không nói ra mục đích thật sự. Ba người trở về điểm dừng chân. Khúc Linh Côn canh giữ ngoài cửa hành lễ chào hỏi, sau đó đề cập đến chuyện chính, như trưởng lão, yêu hồ ti có việc cần báo cáo. Như Hữu đạo hỏi, là chuyện gì? Khúc Linh Côn nói, năm ngày nữa, yêu hồ ti sẽ triển khai hoạt động tiêu diệt toàn bộ như thông lệ. Trước đó ngài không có ở đây, yêu hồ ti không tiện thông báo, yêu cầu thủ vệ chúng ta báo cáo lại với ngài sau khi ngài trở về, hỏi ngài có muốn tham gia hay không, để yêu hồ ti chuẩn bị trước. Như Hữu đạo phất tay ra hiệu với hai người tần kha, bảo hai người vào trong trước sau đó mới nói còn năm ngày nữa người cứ báo lại là ta cần cân nhắc một chút tối nay sẽ cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn vâng khúc linh côn lên tiếng đáp ứng nghiêu hữu đạo trượt hạ thấp giọng nói các chủ tuyết lạc nhi của băng tuyết các sắp lập gia đình người có biết không khúc linh côn nói gần đây ta cũng có nghe nói hình như là gả cho một tên tán tu tiểu bạch kiểm nghiêu hữu đạo hỏi người cũng chỉ vừa mới nghe nói thôi sao trước đó ta di chuyển xung quanh một chút phong thanh cũng không nghe thấy xem ra chuyện này rất đột ngột tại sao lại như vậy nhỉ khúc linh côn đáp đúng là rất đột ngột ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe trước đó tuyết lạc nhi ngay cả tuyết bà bà cũng che giấu việc này cũng có thể hiểu được chỉ riêng thánh địa băng tuyết thôi cũng có rất nhiều người muốn cưới tuyết lạc nhi bây giờ thình lình xuất hiện một tán tu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga quả thật muốn chết nếu trước đó tuyết lạc nhi không giấu giếm tên tán tu kia đâu còn mạng nữa, sớm đã bị người ta chém chết rồi. Như Hữu đạo nói, người hãy hỏi thăm bên trên một chút, ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Có một số chuyện hắn có thể xác định, người đứng đằng sau hay liên hệ với hắn có năng lượng không nhỏ. Tuyết Lạc Nhi đột nhiên gả cho một tán tu, các thế lực lớn nhất định sẽ chú ý, khẳng định sẽ điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Người đứng đằng sau nhất định sẽ biết nhiều hơn một chút. Ta biết rồi, Khúc Linh Côn đồng ý, Nhiêu Hữu Đạo cũng không nói nữa, quay vào trong đình viện ngày hôm sau hắn nhận được mật tín người đằng sau khúc linh côn chuyển cho trong thư có ghi lại tình huống tuyết lạc nhi lấy chồng nội dung đại khái chính là xuyên dĩnh trước đó là tán tu đa số mọi người cũng xem xuyên dĩnh là tán tu trên thực tế khi người này quen với tuyết lạc nhi đã không còn là tán tu nữa mà là người của thiên địa môn nước tấn như hữu đạo sửng sốt cái tên của môn phái này sao nghe quen vậy nhỉ thiên địa môn nước tấn chẳng lẽ là thiên địa môn của lệnh hồ thu hắn nhìn xuống chút nữa xuyên dĩnh là một mỹ nam tử hơi có chút phong độ hẳn điều này đã thu hút tuyết lạc nhi nam nữ lui tới là tuyết lạc nhi chủ động tuyết lạc nhi trong lúc vô tình gặp được xuyên dĩnh mà xuyên dĩnh cũng không biết thân phận của tuyết lạc nhi điều này người ngoài không cách nào kiểm chứng nhưng đoán trừng thánh địa băng tuyết đã điều tra nghiêm ngặt hẳn là không có vấn đề gì căn cứ theo điều tra trước đó xuyên dĩnh cũng có chút thanh danh không phải vì thực lực mà là vì đẹp trai rất dễ khiến phụ nữ cảm mến y đã từng có quan hệ nam nữ với một cô gái trong môn gây ra chút phiền phức thiếu chút nữa đã bị người trong môn làm thịt trong thư cũng có nhắc đến lệnh hồ thu trước đó lệnh hồ thu nổi danh lái buôn trong giới tu hành kết giao khá rộng nên mới quen biết tên xuyên dĩnh này sau khi cùng đường mặt lộ xuyên dĩnh tìm lệnh hồ thu cầu khẩn bởi vì lệnh hồ thu có quen biết với trưởng môn của y cộng thêm bây giờ lệnh hồ thu có lui tới với một số nhà quyền quý nước tấn vị trưởng môn kia mới nể mặt lệnh hồ thu lệnh hồ thu xem như đã giúp cho xuyên dĩnh tránh được một kiếp. Sau khi giảng hòa, cũng là cho vị trưởng môn kia một công đạo, chứng minh lệnh hồ thu là vì đảm bảo cho người trong môn phái mình, xuyên dĩnh đã gia nhập thiên địa môn. Bởi vì cảm mến xuyên dĩnh, Tuyết Lạc Nhi đã nghĩ hết biện pháp giấu giếm người băng tuyết các, lén lút kết giao với xuyên dĩnh. Nữ truy nam chỉ cách một lớp giấy mỏng, cộng thêm xuyên dĩnh không hề kiêng kỵ nữ sắc, hơn nữa Tuyết Lạc Nhi ra tay xa xỉ, có thể thỏa mãn tài nguyên tu luyện cho y, từ đó mới phát sinh quan hệ người tình ta nguyện Sau khi phát sinh quan hệ, Tuyết Lạc Nhi mới tiết lộ thân phận của mình với Xuyên Dĩnh Khiến cho y bị dọa không ít Việc này một khi để người khác biết, Xuyên Dĩnh nhất định sẽ không giữ được cái mạng nhỏ Để bảo vệ Xuyên Dĩnh, Tuyết Lạc Nhi đã phải nghĩ tất cả biện pháp để che giấu Để có thể ở cùng một chỗ với Xuyên Dĩnh, lần này Tuyết Lạc Nhi chơi hơi bị lớn, bụng to ra Sau khi có thai, Tuyết Lạc Nhi mới nói rõ chân tướng với Tuyết bà bà việc này đã chọc giận tuyết bà bà nhưng cũng không còn cách nào tuyết lạc nhi vì xuyên dĩnh mà đem tính mạng của mình ra áp chế xuyên dĩnh chết nàng cũng chết mà còn là một xác hai mạng thánh địa băng tuyết vì vậy phải điều tra nghiêm ngặt lai lịch của xuyên dĩnh xác nhận không có vấn đề gì tuyết bà bà mới bất đắc dĩ đồng ý mà không đồng ý cũng không được trừ phi tuyết bà bà xử tử luôn cả tuyết lạc nhi chi tiết cụ thể thì trong thư không nói rõ ràng cũng chỉ có thánh địa băng tuyết là rõ ràng nhất tóm lại đây chính là tiền căn hậu quả việc tuyết lạc nhi lấy chồng sau khi đọc xong mật tín nghiêu hữu đạo im lặng đường đường một các chủ băng tuyết khác lý do lấy chồng lại theo một khuôn sáo cũ rích như vậy sao điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là việc này có liên quan đến lệnh hồ thu coi lại mật tín một lần nữa nghiêu hữu đạo có thể xác nhận người đứng đằng sau có năng lượng không nhỏ ở thánh cảnh ngày hôm sau khúc linh côn chuyển cho nghiêu hữu đạo một phong mật tín nghiêu hữu đạo nhìn qua chữ viết lập tức biết là viên cương gửi tuân theo sự phân phó của hắn viên cương đã tổng kết tin tức bên ngoài làm thành tin vắn truyền cho hắn trong đó có nhắc đến chuyện tuyết lạc nhi lập gia đình nói việc này đột ngột xuất hiện đã tạo nên một cơn sóng gió lớn trong giới tu hành viên cương cũng có đề cập trong thư thành chủ toa huyễn lệ của thành trích tinh có quan hệ không tệ với tuyết lạc nhi căn cứ đủ loại dấu hiệu đại hôn của tuyết lạc nhi lần này toa huyễn lệ chắc chắn sẽ trở về thánh cảnh tham dự ý của viên cương là Tòa huyễn lệ rời khỏi thành trích tinh chính là cơ hội, có thể ra tay bắt người ngay trên đường. Tại sao ta lại quên hai người này có quan hệ chứ? Xem thư xong, Nghiêu Hữu đạo lẩm bẩm vài câu. Hắn nghĩ phán đoán của viên cương là chính xác. Về tình về lý, tòa huyễn lệ nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của Tuyết Lạc Nhi. Sau khi suy nghĩ một lần nữa, Nghiêu Hữu đạo lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống một phong mật tín khác. Viết xong, hắn bước ra ngoài đưa cho khúc linh côn, bảo y gửi đi gấp. Về đến phòng, như hữu đạo mở tấm bản đồ thánh cảnh ra. Hắn lấy cây thước mà trước đó rảnh rỗi hắn đã làm, đo đạc tỷ lệ trên tấm bản đồ. chương 1559, gặp lại Hắc Vân. Hắn đo từ cửa ra vào thánh cảnh đến thánh địa Đại La, đánh giá thời gian một chút. Sau đó hắn lại đo vị trí cửa ra vào thánh cảnh đến thánh địa băng tuyết, đồng thời cũng phán đoán thời gian. Cuối cùng, hắn đo khoảng cách từ thánh địa Đại La đến thánh địa băng tuyết. Tính toán thời gian, hắn tiến hành xem xét cẩn thận ba tuyến đường hắn đứng trầm ngâm trước bàn một lúc, nghĩ đến cái gì đó, hắn lại nhìn xuống tấm bản đồ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, như hữu đạo chợt kêu lên tần quan. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tần quan đẩy cửa bước vào, trưởng lão, có chuyện gì vậy? Nghiêu hữu đạo nói, thông báo cho yêu hồ ti, nói ta sẽ tham gia thông lệ tiêu diệt toàn bộ ở hoang trạch tử địa. Cái này, tần quan do dự, cũng không lĩnh mệnh, ngược lại nhắc nhở một câu, trưởng lão, phiêu miểu các vốn đang bất mãn với chúng ta yêu hồ ti rất có khả năng thừa cơ hạ độc thủ. Hoang trạch tử địa là nơi tốt nhất để đối phương ra tay, rất dễ xảy ra chuyện, trưởng lão hãy suy nghĩ lại. Như Hữu đạo nói, các phái giày vào phiêu miểu các, phiêu miểu các vẫn có thể nén giận, có thể thấy được bọn họ đang nhẫn nại. Trước đó ta luôn phiên tố giác, bây giờ xuống tay với ta, tư tưởng muốn trả thù không khỏi quá rõ ràng. Bọn họ sẽ không vội vã như vậy đâu, người yên tâm đi, ta đã dám đi, tất có biện pháp tự vệ. Còn nữa, để để phòng vạn nhất, hai người các ngươi không cần đi, một mình ta đi với bọn họ là được. Tần quan vội nói, trưởng lão muốn bảo vệ chúng ta, chúng ta xin nhận. Nhưng một mình ngài đi thật sự quá nguy hiểm, một khi có việc, ngay cả người trợ giúp cũng không có. Tác dụng của chúng ta không lớn, nhưng cũng có thể giúp đỡ được một hai chuyện. Nghiêu Hữu đạo nói, đừng nói nhiều, cứ làm theo đi. Tần quan bất đắc dĩ lui ra ngoài, nhưng về sau lại kéo Kha Định Kiệt cùng nhau khuyên Nghiêu Hữu đạo. Thấy hai người thành khẩn khuyên bảo, như hữu đạo do dự mãi, cuối cùng đành đáp ứng mang hai người theo. Theo suy nghĩ ban đầu của hai người, tốt nhất là mang luôn côn lâm thụ. Thêm một người, khi có việc cũng thêm một phần trợ lực, nhưng như hữu đạo kiên quyết không chịu. Hai người đành phải lùi lại cầu việc khác, tử kim động, mau lư biệt viện, quản phương nghi vội vàng bước vào viện tử của viên cương. Nếu đổi lại trước kia, cho dù viên cương có gọi bà, bà cũng không tích cực như vậy. Từ khi như hữu đạo gửi thư tới, nghe viên cương gọi, bà lập tức đến ngay khi đến bà vọt thẳng vào phòng viên cương đóng chặt cửa phòng lại gần đây hai người thường xuyên cô nam quả nữ ở chung một phòng khiến đoạn hổ canh giữ bên ngoài thiếu chút nữa hiểu lầm hai người có chuyện gì nhưng từ một số dấu hiệu cho thấy hình như bọn họ đang mưu đồ bí mật gì đó đóng cửa xong quản phương nghi lập tức quay người thấp giọng hỏi viên cương đạo gia gửi thư à viên cương gật đầu lấy mật tín ra cho bà xem chứng minh đích thật là có tin tức quản phương nghi xem không hiểu chữ viết rồng bay phượng múa trên thư. Sau khi nhìn qua, bà lập tức đưa trở lại, trên thư nói gì vậy? Viên cương đáp, đạo gia đồng ý với phán đoán của chúng ta, cho rằng toa huyễn lệ nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của tuyết lạc nhi ở thánh cảnh. Đạo gia yêu cầu chúng ta kết thúc hành động bắt toa huyễn lệ. Kết thúc, vì sao? Quản phương nghi không hiểu. Viên cương nói, ý của đạo gia là, cứ để toa huyễn lệ đến thánh cảnh, đạo gia sẽ đích thân ra tay ở thánh cảnh. Quản phương nghi giật mình, ra tay ở thánh cảnh. An toàn sao? Viên cương giơ mật tín trong tay, đạo gia nói, một khi toa huyễn lệ xảy ra chuyện ở đây, tình huống sẽ không bình thường, sẽ khiến cho giới tu hành và thế tục bị quấy long trời lở đất, ảnh hưởng quá lớn, khiến cho rất nhiều người gặp nguy hiểm. Ra tay với toa huyễn lệ bên ngoài thánh cảnh chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn, ra tay trong thánh cảnh là thích hợp nhất. Toa huyễn lệ xảy ra chuyện trong thánh cảnh, tình huống sẽ được khống chế nội trong thánh cảnh thôi, sẽ hoài nghi là người bên trong thánh cảnh làm. Không ai tin rằng người bên ngoài thánh cảnh nhúng tay, quan trọng là bên trong thánh cảnh có 9 nhà liên kết với nhau, bọn họ sẽ ngăn không cho gợn sóng quá lớn. Quản phương nghi lo lắng nói, ta chỉ lo cho sự an toàn của đạo gia bên trong thánh cảnh mà thôi. Toa huyến lệ xuất hành, bên cạnh nhất định sẽ có cao thủ bảo vệ. Đạo gia có nhân thủ bên trong thánh cảnh không? Tùy tiện hành động có thể gặp nguy hiểm hay không? Thật sự không được đâu, Ngươi hãy truyền tin tức cho đạo gia thương lượng lại, vẫn nên giao cho chúng ta ra tay thì tốt hơn. Viên cương nói, ta hiểu ngài ấy. Đạo gia đã quyết định như vậy, lý do lo lắng nguy hiểm khẳng định không thuyết phục được ngài ấy đâu. Ngươi yên tâm đi, năng lực tùy cơ ứng biến của đạo gia cao hơn chúng ta nhiều. Ngài ấy đã có tính toán này, tất nhiên có chỗ nắm chắc. Đương nhiên, đạo gia cũng cần chúng ta phối hợp. Quản phương nghi vội hỏi, phối hợp như thế nào? Viên cương nói, tay mắt của đạo gia bên trong thánh cảnh có hạn, ai cũng không khẳng định toa huyễn lệ nhất định sẽ chạy đến đúng ngày diễn ra hôn lễ. Khả năng nàng ta xuất phát đến thánh cảnh sớm hơn cũng rất lớn. Đạo gia yêu cầu chúng ta theo dõi, phát hiện toa huyễn lệ xuất phát thì truyền tin cho ngài ấy ngay. Bởi vì tin tức phải truyền qua lại, chỉ sợ không thể truyền tin tức đến tay đạo gia trước khi toa huyễn lệ tiến vào thánh cảnh. Tai mắt và nhân thủ của đạo gia bên trong thánh cảnh cũng có hạt, không cách nào đưa ra phản ứng kịp thời. Cho nên, đạo gia muốn chúng ta cần phải nắm giữ thời gian chính xác toa huyễn lệ đến thánh cảnh, thuận tiện cho ngài ấy làm việc. Cái này, quản phương nghi khó xử nói, người cảm thấy có khả năng sao? Chúng ta cùng lắm cũng chỉ tìm hiểu được chút tin tức trong thành trích tinh. Tình huống trong phủ thành chủ, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào tìm hiểu được, lại càng không thể nắm giữ được thời gian xuất phát của toa huyễn lệ. Viên cương nói, đạo gia cũng đã cân nhắc đến điểm này, chỉ rõ phương hướng cho chúng ta, bảo chúng ta liên lạc với đốc cha hồng cái thiên ở thiên hạ tiền trang. Đạo gia nói người này rất tốt, rất thích hợp làm chuyện này cho chúng ta, bảo chúng ta nhờ hồng cái thiên âm thầm ra mặt nói chuyện với trưởng quỹ khách sạn yêu nguyệt là Bạch Ngọc Lâu. Đạo gia gợi ý, Bạch Ngọc Lâu đã từng nhận của đạo gia một khoản tiền, bảo hồng cái thiên cứ nhắm vào điểm này mà ra tay. Ở hoang trạch tử địa, như hữu đạo hai tay chống kiếm, dưới sự bảo vệ của tần quan và kha định kiệt, nhìn về phía đầm lầy. Đằng sau bọn họ, các thành viên cốt cán của Yêu Hồ Ti tập trung một chỗ, bố trí kế hoạch hành động. Chu Thiên Vũ vừa mới chấp trưởng Yêu Hồ Ti không muốn hoạt động tiêu diệt toàn bộ theo thông lệ xảy ra vấn đề gì, nên đích thân dẫn đội phụ trách hành động. Khi bố trí, Chu Thiên Vũ ngẫu nhiên quay sang nhìn Nưu Hữu Đạo, phát hiện Nưu Hữu Đạo không hứng thú đối với kế hoạch tiêu diệt. Nhưng đối với y mà nói, không hứng thú là tốt nhất. Y sợ nhất Nưu Hữu Đạo có hứng thú với chuyện này, phát hiện chuyện gì sai lại báo cáo. Lúc đó mới là phiền phức Nhiêu Hữu Đạo càng không đếm xỉa, y lại càng yên tâm. Đợi kế hoạch được bố trí thỏa đáng, Chu Thiên Vũ mới bước đến bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, "Như trưởng lão, chuẩn bị hành động rồi. Người đi cùng với ta, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau." Nhiêu Hữu Đạo mỉm cười nói, "Không cần đâu, chỉ cần để phi cầm lại cho chúng ta là được. Chúng ta đi xung quanh hoang trạch tử địa." Chu Thiên Vũ cao mày, "Lão đệ, yêu hồ ở đây không biết khách sáo với ngoại tộc. Chỉ có ba người, sợ rằng không an toàn." vẫn nên đi theo chúng ta thì tốt hơn. Như Hữu Đạo nói, nếu ta đã đến Đốc Cha, đi theo bên cạnh các người nhìn các người chuẩn bị, còn có ý nghĩa gì chứ? Ta muốn Chu Huynh tạo điều kiện, cho chúng ta tự do Đốc Cha, tự mình thăm dò. chương 1560, chỉ sợ hắn không dám giải vọ một. Trong lòng Chu Thiên Vũ không khỏi mắng cha mắng mẹ, y lo tên trước mắt xảy ra chuyện, đến lúc đó y sẽ nói không được rõ ràng. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo đã kiên trì như vậy, mà Nhiêu Hữu Đạo lại không phải thuộc hạ của y, cứ lấy mãi thân phận đốc cha, y cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể dựa theo lời Ngưu Hữu Đạo nói, để lại một con phi cầm cỡ lớn cho ba người Ngưu Hữu Đạo. Sau khi người của yêu hồ ti tiến vào sâu trong đầm lầy, ba người như Hữu Đạo cũng xuất phát, đi dạo trên không hoang trạch tử địa. Đi vòng vo một hồi, từ trên không trung tìm được nơi cần tìm, như Hữu Đạo chỉ vị trí hạ xuống. Sau khi rơi xuống một khu rừng, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhanh chóng kiểm tra tình huống bên trong khu rừng. Ngưu Hữu Đạo nhìn con phi cầm cỡ lớn bên cạnh, hắn nhặt một cục đá, thì pháp tạo thành một cái lỗ bên trong viên đá, sau đó móc một mảnh giấy bên trong tay áo lấp vào cái lỗ, rồi chậm rãi bước đến một tảng đá dễ nhìn, ném hòn đá xuống dưới chân tảng đá, sau đó ung dung quay người trở về. Trạng vạng tối, ba người Ngưu Hữu Đạo gặp mặt người của Yêu Hồ Ti, cùng nhau trải qua một đêm. Sau khi trời sáng, Ngưu Hữu Đạo vẫn hành động đơn độc như cũ, thỉnh thoảng xuất hiện thành viên tổ săn giết tuần sát trên không. Khi bọn họ đang ở trên không, nghe được tiếng mắng chửi của thành viên săn giết bên dưới. Hai ngày sau, Nưu Hữu Đạo ném Tần Quan và Kha Định kia tại một nơi nào đó, còn mình cưỡi phi cầm bay đi. Hắn phi hành bên trên đầm lầy minh mông một lát rồi trốn vào một khu rừng. Khi rơi xuống đất, từ bên trong đám cỏ nhảy ra một con hắc hồ. Con hắc hồ nhảy đến, biến thành một người, chính là tộc trưởng yêu hồ tộc Hắc Vân. Tại sao lâu như vậy mới liên lạc với ta? Hắc Vân bước đến trước mặt Nưu Hữu Đạo hỏi trước đó Ngưu hữu đạo có nói sẽ mau chóng liên lạc với bọn họ Ngưu hữu đạo nói cũng không còn cách nào khác ta phải đặt vững chân trước hơn nữa chúng ta cũng phải có thời điểm thích hợp mới gặp mặt được chứ hắc vân hỏi người có liên hệ với ngao phong của vườn vô lượng không y vẫn còn quan tâm đến quả hồ tiên Ngưu hữu đạo lắc đầu người nôn nóng quá rồi đấy vườn vô lượng là nơi nào chứ ta sao có thể tùy tiện chạy đến đó trước khi chưa chuẩn bị chu toàn ta thấy không nên tùy ý chạy đến đó nếu không, sẽ khiến cho người ta dễ dàng hoài nghi. Chỗ đó không đi thì thôi, đã đi thì phải phát huy tác dụng. Trước đó, ta sẽ tận lực phòng ngừa tránh không đụng đến vườn vô lượng. Hồ tộc các người có thăm dò tình huống gì mới về vườn vô lượng hay không? Hắc Vân lắc đầu cũng vẫn như cũ, ta thậm chí còn tự mình đi điều tra. Dưới đại trận phong tỏa chướng nhãn pháp, ta cũng không nhìn thấy cái bóng của vườn vô lượng. Tình huống bên trong như thế nào, một chút cũng chẳng thấy. Như hữu đạo cau mày, liên quan đến tình huống của vườn vô lượng hắn không dám nghe ngóng với bất kỳ ai ở phiêu miểu các thậm chí hỏi cũng không dám hỏi sợ người khác hoài nghi hắn muốn biết cũng chỉ có thể thông qua hồ tộc mà thôi yêu hồ tộc ngấp nghé vườn vô lượng nhiều năm nhiều năm qua bọn họ bắt được không ít người của phiêu miểu các ở hoang trạch tử địa không ngừng tìm hiểu tin tức về vườn vô lượng nhiều năm tích lũy ít nhiều cũng thăm dò được một ít tình huống phòng thủ của vườn vô lượng giống như tường đồng vách sắt đầu tiên có đại trận che mắt, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được cái bóng của vườn vô lượng. Cho dù người có đi ngang qua, người cũng chẳng phát hiện được. Cộng thêm đại trận phòng hộ, người ngoài muốn không một tiếng động xông vào là không có khả năng. Bên trong có cao thủ phòng hộ thì không nói, bất cứ người nào ra vào cũng phải bị lục soát người, không có khả năng mang được thứ gì bên trong ra ngoài. Nghe nói dưới từng gốc cây quả vô lượng đều có nha tướng được luyện chế đặc biệt bảo vệ. Bất kỳ người nào đến gần cũng sẽ bị phát ra tiếng cảnh báo số lượng quả trên cây, cứ mỗi một canh giờ sẽ có người kiểm kê một lần, căn bản không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội để trộm. Đừng nói là trộm, ngay cả đến gần cũng khó. Đây cũng là lý do vì sao hắn không dám tùy tiện liên lạc với Ngao Phong. Trước khi chưa chuẩn bị kỹ càng, có liên lạc với Ngao Phong cũng vô dụng thôi. Ngay cả Ngao Phong, hắn sợ cũng không thể đến gần. Sau khi suy nghĩ một lát, Nhiêu Hữu đạo hỏi, hình dáng quả hồ tiên ra sao? Biểu hiện của Hắc Vân hơi có vẻ ảm đạm, thế hệ có thể nhìn thấy tận mắt hình dáng quả hồ tiên đều không có ở đây, chỉ còn lại lão tộc trưởng thôi. Ta cũng chỉ nghe nói, quả hồ tiên giống như trái tim, tản ra ánh sáng màu đỏ, khiến cho người ta có cảm giác vật này giống như trái tim đang đập. Còn hình dáng cụ thể của nó như thế nào thì ta cũng không rõ. Nếu ngươi muốn biết kỹ càng, chỉ sợ phải hỏi lão tộc trưởng thôi. Nhưng lão tộc trưởng một năm mới tỉnh một lần, lần tỉnh trước đến bây giờ cách một năm còn rất dài, bây giờ cũng không có cách nào khiến lão tộc trưởng tỉnh lại. Như hữu đạo nói, thời gian một năm thì dài quá. Tình huống ở đây lúc nào cũng có thể phát sinh thay đổi, ta không thể chờ được một năm. Được rồi, trước không cần trông cậy vào lão tộc trưởng. Nếu thật sự không được nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào vườn vô lượng tìm hiểu tình huống. Hắc Vân nói, có thể vào đó điều tra tất nhiên là tốt rồi, nhưng sẽ không tạo thành nguy hiểm gì cho ngươi chứ. Như Hữu Đạo nói, người bình thường căn bản sẽ không có cơ hội để tiếp xúc một khi tiến vào nhất định sẽ bị người ta chú ý nhưng tình huống trước mắt không còn biện pháp nào khác quả hồ tiên ngay cả đệ tử chiến thánh cũng phải tận lực tránh hiểm nghi ta tìm ai nghe ngóng cũng không thích hợp trong tình huống không còn cách nào ta chỉ có thể tự mình vào đó một chuyến hắc phân nhiều ít vẫn có sự lo lắng tình huống bây giờ của ngươi là gì đốc tra phiêu miểu các Ngưu hữu đạo cũng không che giấu hắn nói qua tình huống đại khái một chút đặc biệt nhấn mạnh chuyện giết chấp sự yêu hồ ti khiến hắc vân không khỏi cao hứng. về phần thủ pháp thì hắn tránh không đề cập đến. tình huống trước mắt là như vậy. về phần tương lai như thế nào, kết quả đã chú định. mặc kệ giúp chín tên cầu tặc đó chỉnh đốn phiêu miểu các có hiệu quả ra sao, đều chỉ có con đường chết. hắc vân không hiểu đã lập công lao mà còn giết các ngươi. như hữu đạo hừ lạnh đấu không thắng phiêu miểu các khẳng định sẽ bị phiêu miểu các giết chết. đấu thắng, phiêu miểu các mới nghiêm túc lại phiêu miểu các làm việc cho chín cầu tặc, tất nhiên phải giữ gìn uy nghiêm cho phiêu miểu các. Phiêu miểu các muốn thu thập chúng ta, chín cầu tặc sẽ quản sao? Hắc Vân cắn răng nói, đáng tiếc không biết sư phụ của ngươi đi đâu. Nếu sư phụ của ngươi vẫn còn, sao còn để cho chín cầu tặc phách lối như thế? Nghiêu Hữu đạo nói, nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Lần này ta đến đây chính là muốn thành lập đường dây liên lạc với với các người có thể sắp xếp cho hồ tộc một khu vực ẩn núp gần chỗ ta hay không, để cho ta dễ dàng liên lạc với hồ tộc. Khi có việc cũng kịp thời thông báo cho các ngươi. Hắc Vân nói, điều này không thành vấn đề. Như hữu Đạo nói, để đảm bảo an toàn, đừng cho người khác phát hiện. Hắc Vân nói, người yên tâm đi, hoạt động lâu dài bên ngoài hoang trạch thì không được, nhưng ẩn núp truyền thư thì không thành vấn đề. Ngoại hình vẫn có thể che giấu được một chút, đi lại giữa những vùng sông núi cũng không quá khó khăn. Năm đó, khi lão tộc trưởng vẫn còn ở thánh địa đại la ta chính là người phụ trách đưa tin không có vấn đề gì cả nhưng năm đó lão tộc trưởng dựa vào kim xí truyền tin tức cho chúng ta mà địa vị của lão tộc trưởng là phu nhân la thu vì thế có thêm một hai con kim xí căn bản cũng không thành vấn đề tuổi thọ của kim xí có hạn đám kim xí trong tay chúng ta cũng đã chết hết dựa vào hai chân mà chạy qua chạy lại truyền tin lộ trình quá xa chỉ sợ không kịp đưa tin tức cho nhau lúc đó sẽ hỏng việc Chương 1561, chỉ sợ hắn không dám giải vỏ hai. Chương 1561, chỉ sợ hắn không dám giải vỏ hai. như Hữu Đạo nói, chuyện kim xí ta sẽ nghĩ cách. Hắc Phân nói, ngươi có thể lấy được kim xí bên trong thánh cảnh sao? Ngưu Hữu Đạo nói, cái này thì ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi cứ an bài người có thể đến gần chỗ của ta để tiếp ứng là được. Sau khi có được kim xí, ta sẽ mau chóng giao cho người của ngươi mang về. Nếu ở bên ngoài, có tiền là mua được kim xí, nhưng bên trong thánh cảnh lại bị quản chế nghiêm ngặt, bản thân hắn cũng rất khó có được kim xí, nhưng tin tưởng người sau lưng khúc linh côn sẽ không thành vấn đề. Được, Hắc Vân lên tiếng, hai người lập tức thương lượng địa điểm gặp mặt. Sau khi bàn bạc xong, hai người lần lượt rời đi, như hữu đạo điều khiển phi cầm tìm được Tần Quan và Kha Định Kiệt, tuần hành trên không trung thêm một phen, sau đó tìm chấp sự yêu Hồ Ti Chu Thiên Vũ, nói với y hắn muốn về thành vấn thiên trước. Nhanh như vậy đã trở về sao? Chu Thiên Vũ kinh ngạc, thông lệ vây quét lần này phải mất một tháng, như hữu đạo chỉ mới đến mấy ngày thôi mà. Như hữu đạo nói, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bấy nhiêu, không thú vị gì cả, ta về trước. Có thể cút về sớm thì tốt rồi, Chu Thiên Vũ chỉ ước gì hắn về sớm thêm chút nữa. Nếu xảy ra chuyện ở đây, y sẽ không giải thích được rõ ràng. Trước đó, Hoàng Ban đã dặn dò y, bây giờ chưa phải là lúc để như hữu đạo xảy ra chuyện. Nếu không, tất cả các thành viên có liên quan sẽ bị liên lụy. Chu Thiên Vũ không ngốc, biết có một số người muốn gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo. Ai giết Ngưu Hữu Đạo cũng được, nhưng không phải lúc này. Y không muốn bị liên lụy, mà Ngưu Hữu Đạo lại thích chạy loạn ở đây, rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Lo lắng xảy ra chuyện, vì thế Chu Thiên Vũ đã sử dụng một con phi cầm cỡ lớn khác, sai người hộ tống Ngưu Hữu Đạo trở về. Ngưu Hữu Đạo từ chối không được, đành phải thuận theo. Sau khi trở về thành Vấn Thiên, như Hiếu đạo mau chóng liên lạc với Khúc Linh Côn, bảo gã báo cáo lên trên, hắn muốn 10 con kim xí. Sự việc bàn giao xong, trở lại phòng mình, hắn mở bản đồ thánh cảnh ra xem, suy nghĩ sau khi có kim xí hắn nên làm như thế nào. 10 con kim xí, ngồi trong hiên các uống rượu, toa Như Lai ngẩng đầu, cảm thấy bất ngờ. Vương Tôn đứng trước bàn quan sát xung quanh, lúc này là ban ngày, đương nhiên, việc y gặp mặt toa Như Lai vào ban ngày cũng là chuyện bình thường thời điểm bàn công việc không có gì là không thể chỉ là khi nhắc đến chuyện này nhiều ít phải có chút cẩn thận thấy xung quanh không có người ngoài y đáp vâng hắn muốn người con cũng không biết hắn cần kim xí nhiều như vậy để làm gì hắn lấy ra đâu nhiều người như vậy trong thánh cảnh để liên lạc chứ toa như lai like do dự một chút rồi nói đúng vậy lấy đâu ra nhiều người liên lạc như vậy chẳng lẽ tên nhóc này đã phát triển được nhóm nhân thủ đầu tiên trong thánh cảnh rồi sao vương tôn nói căn cứ vào tin tình báo cũng không thấy hắn tiếp xúc với ai suốt ngày cứ chạy bên ngoài thành vấn thiên khi tiếp xúc với người ở chú điểm cũng chỉ là tiếp xúc hời hợt mà thôi không giống như nghiêm túc đốc cha theo lý hắn không có khả năng nhanh như vậy đã phát triển được một nhóm nhân thủ để có thể dùng kim xí sí liên lạc tiên sinh việc này có nên cân nhắc lại hay không một khi bị bại lộ chúng ta sẽ chọc ra phiền phức toa như lai cầm chén rượu suy nghĩ một lát rồi nói hắn còn không sợ chúng ta sợ gì, cẩn thận một chút là được. Cho hắn cha, hắn cũng không cha ra được trên đầu chúng ta. Có thể giày vò, dám giày vò là chuyện tốt, nói rõ chúng ta không nhìn lầm người. Tìm người có lá gan cũng không dễ dàng gì, chỉ sợ hắn không dám giày vò thôi. Cho hắn đi, nhớ, đem kim xí bên ngoài cho hắn, kim xí bên trong thánh cảnh không cần vận dụng. Rõ, vương tôn lên tiếng, sau năm ngày, nhiều hữu đạo nhận được thư khúc linh côn chuyển đến, trong thư nói đồ không tiện đưa vào thành vấn thiên, Bảo hắn đêm hôm sau đến ngọn chủ phong phía bắc ngoài thành vấn thiên 50 dặm để lấy đồ. Trong thư đặc biệt nhấn mạnh một điều, yêu cầu hắn đi vào trời tối. Có thể chỉ ngoài thành vấn thiên, hiển nhiên là biết rõ tình huống của hắn, biết hắn có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Ngưu Hữu Đạo cũng không ra ngoài ngay lập tức, cùng ngày, hắn báo cáo với Phiêu Miểu các chuẩn bị cho hắn phi cầm cỡ lớn. Hắn rời khỏi thành cũng trong cùng một ngày, tất nhiên là trên danh nghĩa tuần tra. Ra ngoài tuần tra một vòng, ngày kế tiếp Trước khi trời tối, hắn lại ném Tần Quan và Kha Định Kiệt một chỗ, một mình đến ngọn chủ phong phía bắc thành Vấn Thiên 50 dặm theo chỉ định. Khi hắn rơi xuống ngọn chủ phong, hắn phát hiện có người đang chờ hắn. Một người đầu đội đấu bồng đen đưa lưng về phía hắn. Trên lưng người này có đeo một cái lồng chim, bên trong là một đám kim xí. Nghiêu hữu đạo nhanh chóng quan sát xung quanh, giọng của đối phương hơi khàn, yên tâm đi, ta đã điều tra xung quanh, không có vấn đề gì đâu. Tất cả đồ đều ở trong lồng nói xong gã lắc mình một cái rời đi ngay cả chính diện cũng không lộ nghiêu hữu đạo đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa sau đó cầm cái lồng kim xí nhảy lên phi cầm hắn vòng từ phía bắc thành vấn thiên đến phía đông sau đó rơi xuống một sơn cốc bí mật nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh tiếp theo là chờ đợi chưa được một lát từ một lỗ hổng trên vách đá chui ra một thứ không biết là động vật gì vừa giống mèo vừa giống chuột thiếu chút nữa khiến nghiêu hữu đạo phải rút kiếm con thú kia nhảy đến trước mặt nghiêu hữu đạo nhanh chóng hiện thân, hóa thành hình người, chính là liêm đao trưởng lão mà hắn đã từng gặp ở hồ tộc. Là ngươi, như hữu đạo có chút ngoài ý muốn, tại sao hình dáng của ngươi vừa nãy lại giống con chuột? Liêm đao trưởng lão cười khổ, hình dáng của hồ tộc đi lại quá bắt mắt, nên ta phải cắt lông của mình ngắn đi một chút. Như hữu đạo nhịn không được cười lên, tại sao trưởng lão lại đích thân đến chứ, có để ngươi chờ lâu không? Liêm đao trưởng lão nói, không sao, sự việc trọng đại, cộng thêm ngươi biết ta, có thể tránh khỏi một số phiền toái không cần thiết, cho nên tộc trưởng mới bảo ta đích thân đến. Cũng không đợi quá lâu, chỉ chờ một ngày thôi, ta còn tưởng rằng phải chờ 10 ngày nửa tháng, không nghĩ đến ngươi đã nhanh như vậy mang đồ đến. Nhiều kim xí sí như vậy sao? Kim xí sí của nơi này đều phải chịu quản chế, lấy được số lượng kim xí sí nhiều như vậy cũng không dễ dàng gì. Nói xong, ông ngồi xổm trước lồng xem xét, đối với nhiều hữu đạo mà nói, cũng không có gì là không dễ dàng dù sao cũng là người khác tìm cho hắn, ta không nên ở lâu, người hãy nghĩ cách đưa đồ vật trở về. Còn nữa, giao cái này cho tộc trưởng, bảo y dựa theo vị trí phía trên an bài nhân thủ, dễ dàng cho chúng ta có thể kịp thời liên lạc với các ngươi. Hắn móc một cuộn giấy đưa cho đối phương, được, liêm đao trưởng lão vội vàng đứng dậy, bàn giao một chút, như hữu đạo điều khiển phi cầm rời đi. Trên đường trở về, hắn đón tần quan và kha định kiệt luôn. Khách sạn yêu Nguyệt Thành trích tinh, Trưởng quý Bạch Ngọc Lâu bước chậm lên lầu, đang chuẩn bị trở về phòng của mình. Sau khi lên lầu chưa được mấy bước, y đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay người, chỉ thấy có hai người đang đi theo mình, một cao lớn, một nhỏ gầy, đều đeo đấu bồng đen. Nếu ta nhớ không lầm, các người là khách vừa vào khách sạn. Các người đi theo ta làm gì? Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng hỏi. Hai người vẫn không lên tiếng, vẫn đi theo y. Bạch Ngọc Lâu nheo mắt, cảnh cáo, nơi này không phải là nơi mà ai cũng có thể gây chuyện người cao lớn thuận tay đưa ra một tờ giấy đến trước mặt y. Bạch Ngọc Lâu xem nội dung bên trên, không khỏi cau mày. Là thủ lệnh của phiêu miểu các, chứng minh người trước mắt là thành viên đốc cha của phiêu miểu các. Y đã từng dạo qua nội bộ phiêu miểu các, khẳng định có năng lực phân biệt thủ lệnh là thật hay giả. chương 1562, cực kỳ hối hận. Chỉ là đối phương cầm thủ lệnh tìm y, không biết là có ý gì. Đã là người của phiêu miểu các đến, Bạch Ngọc Lâu cũng không cảm thấy dễ chịu bây giờ phiêu miểu các cũng không phải do toa như lai chấp trưởng y ngó hai người một lát rồi hỏi chuyện gì người cao lớn thu hồi thủ lệnh nói nơi này không phải là nơi nói chuyện đến phòng của ngươi đi bạch ngọc lâu có chút do so dự người cao lớn nói sao ở chỗ này mà ngươi còn lo lắng chúng ta làm loạn sao bạch ngọc lâu không nói gì thêm xoay người bước đến cửa phòng của mình hai người sau lưng không thèm nói một câu đã vào theo người nhỏ gầy đi sau cùng thuận tay đóng cửa khiến bạch ngọc lâu vốn không muốn đóng cửa phải cau mày đốc cha phiêu miểu các muốn tìm ta để làm gì các ngươi là người của môn phái nào bạch ngọc lâu hỏi cũng không có ý mời khách ngồi người cao lớn xốp đấu bồng của mình ra lộ ra mái tóc đỏ đồng thời cũng đưa tay kéo mặt nạ mình xuống hiện ra chân dung thật vui vẻ nói bạch trưởng quỹ từ lúc chào tạm biệt ở thiên đô phong đến giờ chúng ta mới gặp lại không cái thiên bạch ngọc lâu lướt nhìn gã một cái cười lạnh, người không ở thiên hạ tiền trang, tìm ta để làm gì. Người đến chính là Hồng Cái Thiên, trước trách quấn thân, cũng không còn cách nào. Trước trách, Bạch Ngọc Lâu ngạo mạn nói, thành trích tinh trực thuộc thánh địa Đại La, hình như không nằm trong phạm vi đốc tra của ngươi. Hồng Cái Thiên nói, Bạch trưởng quỹ không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ đến xác minh tình huống một chút, Bạch Ngọc Lâu nói, xác minh tình huống gì, muốn hỏi gì thì mau chóng hỏi đi, ta còn có việc. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cái gì có thể nói ta sẽ nói không thể nói ta sẽ không nói ta phải cần xin phép bên trên mới quyết định có trả lời người hay không y đang lấy bối cảnh thành trích tinh ra đè người không cái thiên mỉm cười bạch trưởng quỹ đã nói như vậy ta còn có gì có thể nói chứ không có vấn đề gì đâu bạch ngọc lâu ừng một tiếng chuyện gì hỏi đi không cái thiên cười hỏi bạch trưởng quỹ có nhớ một người tên hiên viên đạo không mắt bạch ngọc lâu nheo lại chăm chú nhìn đối phương sau đó nói không có gì ấn tượng cả, người mà tam đương ra Nam Hải hỏi là ai vậy? không Cái Thiên nói, đã từng là khách của khách sạn yêu nguyệt, Bạch Trường Quý thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao. Bạch Ngọc Lâu nói, người lui tới khách sạn yêu nguyệt một năm không biết có bao nhiêu người. Nhiều người như thế, ta sao có thể nhớ kỹ hết từng người chứ? không Cái Thiên nói, vậy ta xin nhắc lại một chút, hiên viên đạo đã từng được Bạch Trường Quý dẫn tiến họa chân dung thành chủ thành trích tinh, có ấn tượng không? bạch ngọc lâu à một tiếng người nói như vậy ta dường như có chút ấn tượng hình như có người như vậy thành chủ mời đối phương vẽ tranh có vấn đề gì không hai người rõ ràng đều biết hiên viên đạo là ai nhưng ai cũng muốn giả bộ hồ đồ cũng không chủ động vạch mặt ai cả không cái thiên nói thành chủ mời vẽ tranh tất nhiên là không thành vấn đề ta chỉ muốn xác nhận một chút hiên viên đạo vẽ tranh cho thành chủ có phải do ngươi dẫn tiến cho thành chủ hay không thôi bạch ngọc lâu im lặng một chút nhớ lại tình huống lúc đó xét theo một trình độ nào đó thì cứ xem như vậy nhưng cũng hoàn toàn không phải như vậy không cái thiên nói nói cách khác người thừa nhận người chính là người dẫn tiến bạch ngọc lâu chậm rãi hít sâu một hơi không biết đối phương hỏi chuyện này để làm gì theo y biết người này là huynh đệ kết bái với ngưu hữu đạo cha ra được trên đầu ngưu hữu đạo là biết có ý gì cứ xem là vậy đi không cái thiên nói bây giờ ta chỉ muốn xác nhận một điều người dẫn tiến người kia vẽ tranh cho thành chủ phải chăng đã nhận tiền của người đó. Trong lòng Bạch Ngọc Lâu đánh bộp một cái, không đúng, không phải điều tra nghiêu hữu đạo, mà là nhắm vào y. Phương thức tra hỏi của đối phương cũng có vấn đề, theo lý, cho dù y có nhận chút lễ cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng đối phương lại đem việc y nhận lễ có liên quan đến việc y dẫn tiến người vẽ tranh cho thành chủ. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây, nói cách khác, y nhận lễ của người ngoài, giúp người ngoài tiếp cận toa huyễn lệ. Nếu việc này để cho toa như Lai biết, chỉ sợ ra trên người y cũng không đủ cho toa như lai lột. Cho dù toa như lai không tìm y tính sổ, thánh địa đại la há để yên cho người tùy tiện bị người ngoài thu mua nhằm gây bất lợi cho nội bộ chứ. Tình huống năm đó, y hoàn toàn không có suy nghĩ muốn người họa sĩ kia hồi báo cho y thứ gì, nhưng vị họa sĩ đó vẫn đáp tại y. Nhưng điều này giải thích rõ sao, người là do y dẫn tiến, và y cũng đã nhận tiền của đối phương. Nhận tiền người khác, hoàn toàn không có chuyện đó. Bạch Ngọc Lâu vẫn một mực phủ nhận, Ta chỉ nói được bấy nhiêu, ta còn có việc, xin mời trở về. Hồng Cái Thiên nói, Bạch Trưởng Quỹ muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không còn cách nào miễn cưỡng. Nhưng ta muốn nhắc nhở Bạch Trưởng Quỹ một câu, ta không có quyền tra, đành phải báo cáo cho Thánh Tôn, để Thánh Tôn tham gia điều tra cho rõ. Bạch Ngọc Lâu cười lạnh, người còn đem Thánh Tôn ra dọa. Người quản quá rộng rồi đấy, ta nhắc lại ngươi lần nữa, chuyện mà ngươi nói không tồn tại, thành trích tinh cũng không thuộc phạm vi đốc tra của các ngươi không tùy tiện cũng đành chịu không cái thiên nói không thuộc phạm vi nhưng ta có quyền báo cáo ta cũng không muốn gây chuyện nhưng biết việc mà không báo cũng không ổn còn sau khi báo cáo thánh tôn có muốn điều tra hay không đây không phải là chuyện mà ta cần quan tâm bạch trưởng quỹ người có nghe chuyện chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải không thi thể của y bây giờ vẫn còn treo thị chúng ở thành vấn thiên đấy đây là uy hiếp y bạch ngọc lâu tức giận vô cùng nhớ ngày đó ở thiên đô phong y chủ trì công tác bí cảnh thiên đô, những người này đều là thịt trên thớt, là sâu kiến. Bây giờ, ngược lại còn biết uy hiếp y, y lạnh lùng nhìn hồng cái thiên, trong lòng có suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, nhưng việc này bại lộ ra, phạm vi bại lộ bao nhiêu, trước mắt là tình huống gì, y hoàn toàn không biết. Còn có người bên cạnh hồng cái thiên nữa, người này là ai, y cũng không biết. Vì thế y không dám hành động thiếu suy nghĩ, sự việc xuất hiện một cách đột ngột, y một chút chuẩn bị ứng phó cũng không có, bị đánh đến không trở tay kịp. Không Cái Thiên mỉm cười nhìn y, cảm giác uy hiếp, áp chế đối phương đúng là không tệ, nhất là đối phương là trưởng quỹ khách sạn yêu nguyệt, là nhân vật mà trước kia gã không dám mạo phạm. Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, Bạch Ngọc lâu lạnh lùng nói, như hữu đạo hình như là huynh đệ kết bái của ngươi. Y muốn ám chỉ, một khi xảy ra chuyện, chuyện như hữu đạo đút lót cũng chạy không thoát. Không Cái Thiên nói, trước trách trên người, không dám phụ lòng kỳ vọng của Thánh Tôn huynh đệ kết bái cũng phải gác sang một bên. Bạch Trường quỹ, chẳng những là việc này, mà còn có việc khác muốn ngươi xác minh lại. Còn có việc nữa sao? Bạch Ngọc lâu hỏi, còn có chuyện gì? Không cái thiên nói, thật ra, sự việc chỉ cần giải thích rõ thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng bạch trưởng Quý dường như vẫn chưa suy nghĩ kỹ làm thế nào để trả lời ta, ta cũng không ép bạch trưởng quỹ. Có một số việc chỉ cần xác minh là được, không có việc gì là tốt nhất, ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Chúng ta ở lại quá lâu, rất dễ khiến người ta chú ý mà bạch trưởng quỹ cũng rước lấy phiền phức không cần thiết nghe nói các chủ băng tuyết các đại hôn thành chủ chắc hẳn sẽ tham gia ta cho bạch trưởng quỹ thời gian để cân nhắc chờ thành chủ đi rồi chúng ta sẽ tìm đến ngươi như thế nào bạch ngọc lâu nhìn chằm chằm hồng cái thiên cũng không lên tiếng hồng cái thiên hỏi bạch trưởng quỹ không nói lời nào chính là đồng ý vậy cho ta thời gian đi việc này thật sự quá đột ngột làm thế nào để ứng đối Bạch Ngọc Lâu hoàn toàn cần thời gian để cân nhắc. chương 1563, Hồng Nương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Một, y thật sự không hy vọng trong lúc những thành viên quan trọng còn ở lại trong thành, tính cảnh giác cao nhất lại bị những người này tìm đến cửa nhiều lần, đành nói đầu tháng 3, thành chủ sẽ rời đi. Ngô ý, sau đầu tháng 3, đến vào lúc nào sẽ do ngươi định. Hồng cái thiên cao mày, bên ngoài nghe đồn các chủ băng tuyết các đại hôn vào đầu tháng 9, thành chủ đi vào đầu tháng 3, không phải quá sớm sao. Bạch trưởng quỹ, đừng để chúng ta đến mà thành chủ vẫn còn, gây chuyện chú ý không cần thiết. Vẫn là câu nói kia, ta không muốn gây chuyện, có thể tránh được thì tận lực tránh. Bạch Ngọc Lâu nói, thành chủ và các chủ băng tuyết các là bạn tốt. Trước đại hôn của các chủ băng tuyết các, thành chủ muốn đến đó để bầu bạn. Không Cái Thiên hiểu ra, toa huyễn lệ muốn đến sớm. Sau khi biết được ngày đi cụ thể của toa huyễn lệ, ánh mắt của người nhỏ gầy nãy giờ chỉ đứng quan sát không lên tiếng lóe lên sự vui mừng nếu là như vậy sau đầu tháng 3 chúng ta sẽ đến tìm bạch trưởng quỹ không cái thiên dứt lời đeo mặt nạ lại đội mũ chùm đầu sau đó xoay người rời đi dừng lại bạch ngọc lâu hô lên một tiếng hai người đang chuẩn bị rời đi liền dừng bước bạch ngọc lâu nhìn chằm chằm người nhỏ gầy lạnh lùng hỏi theo ta được biết bên phía nam hải tham gia rèn luyện không có ai là nữ ngươi là ai Mặc dù người nhỏ gầy mặc quần áo nam trang, vừa lúc trên người phát ra mùi thơm của phụ nữ, y đã sớm phát hiện người này là nữ cải nam trang. Trong lòng người nhỏ gầy không khỏi đánh bộc một cái, không cái thiên đánh úp một câu, người nào, lần sau đến, chúng ta sẽ cho bạch trưởng quỹ biết. Dứt lời, gã mở cửa, dẫn người nhỏ gầy đi theo. Trong phòng, bạch ngọc lâu đứng im tại chỗ, trong lòng hối hận không thôi, hối hận vì lúc trước không nên nhận tiền của Ngưu hữu đạo. Bây giờ điều tra ra, đúng là không thể giải thích rõ ràng. Dính đến chuyện an toàn của toa huyễn lệ, toa như lai tuyệt không tha thứ cho thuộc hạ khả nghi tiếp tục ở bên cạnh toa huyễn lệ, thà rằng giết nhầm cũng không bỏ qua. Nhưng có nhiều chuyện thật không nghĩ đến, lúc trước y nhìn như hữu đạo giống như nhìn một con kiến, thuận tay ấn một cái là chết ngay, chẳng tạo nổi sóng gió gì, cũng không có năng lực thông thiên, cho nên mới nhận chút tiền. Ai có thể nghĩ đến, việc này lại có thể xông thẳng tầng mây, đến trước mặt thánh tôn, không phải năng lực của y có thể giữ được khi nhận tiền y cũng chắc chắn nghiêu hữu đạo không dám tiết lộ việc này y còn đang suy nghĩ tại sao việc này lại bại lộ ra ngoài như thế rõ ràng đang có người hữu tâm hãm hại y là nghiêu hữu đạo sao nghiêu hữu đạo nói ra việc này đối với hắn cũng không có chỗ tốt chẳng khác nào đem tảng đá nện chân mình đích thân hối lộ cho người của thành trích tinh có thể thoát thân sao hay là trong thành trích tinh đang có người ngấp nghé vị trí trưởng quỹ của y Lúc trước nhận tiền của Ngưu Hữu Đạo, y cũng có phân phát cho người bên dưới một ít. Đây là chuyện rất có khả năng sợ người trong thành Trích Tinh muốn tố cáo y. Dù sao y cũng được cao tầng thành Trích Tinh tín nhiệm, sẽ cho y cơ hội giải thích. Nhưng nếu làm lớn chuyện này ra, y sẽ giải thích không được rõ ràng. Nhất thời, y suy nghĩ rất nhiều, từ phòng Bạch Ngọc lâu đi ra, Hồng Cái Thiên dẫn người bên cạnh rời khỏi khách sạn, cũng không nhìn đám tán tu giống như ăn xin bu ngoài cửa khách sạn, hai người đi thẳng khỏi thành Trích Tinh nói cái gì sẽ còn tìm Bạch Ngọc Lâu, chỉ là chuyện ma quỷ lừa gạt người. Hai người không có khả năng quay lại tìm Bạch Ngọc Lâu. Nói vậy chỉ là để ổn định y mà thôi, không đi không được, ở đây, Bạch Ngọc Lâu cây lớn dễ sâu, một khi y động tâm tư diệt khẩu, tình huống của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Đừng nhìn Bạch Ngọc Lâu chỉ là trưởng quỹ của một khách sạn, chỉ cần y mở miệng, tu sĩ lui tới trong thành này ai dám không nể mặt. Đương nhiên, theo lý tình huống này không có khả năng xảy ra bây giờ hồng cái thiên là thành viên đốc cha do thánh cảnh chỉ định quyền sinh sát ngay cả phiêu miểu các cũng không chi phối được đây là chuyện mà giới tu hành đều biết chỉ cần gã lộ ra dung mạo của mình không ai dám động đến gã nhưng trong thành trích tinh ngư long hỗn tạp người nào ẩn núp cũng không ai rõ bạch ngọc lâu tuyệt đối biết rõ chuyện này một khi y có ý đồ xấu việc gì cũng có thể phát sinh cho nên hai người nhất định phải thừa dịp ổn định bạch ngọc lâu trước khi Bạch Ngọc Lâu còn chưa đưa ra được bố trí gì, phải nhanh chóng rời đi. Khi đã rời khỏi thành trích tinh khá xa, hai người nhảy lên một phi hành tỏa kỵ bay lên không, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hồng Cái Thiên nhìn người bên cạnh, thở dài nói, bảo ngươi đừng đến, ngươi nhất định cứ đến, thiếu chút nữa bị lộ rồi thấy không. Một khi để cho y biết ngươi là ai, y sẽ biết là lão đệ của ta đang dở cho quỷ, khi đó khó mà nói gì được. Nhưng không phải không có chuyện gì sao, người dáng nhỏ gầy bật cười, là giọng của quản phương nghi. Người này chính là quản phương nghi, thật ra, hình dáng của quản phương nghi khá nở nang, nhưng sau khi mặc quần áo đàn ông vào lại thay đổi, trở nên nhỏ gầy. Có một số việc không tiện đưa cho người khác làm, khi liên lạc với Hồng Cái Thiên, người bình thường tìm đến gã, gã sẽ khó mà tin tưởng, cũng chỉ có người tâm phúc bên cạnh nghiêu hữu đạo ra mặt, mới dễ dàng thuyết phục được gã. Về phần bà cứ khăng khăng muốn đi theo Hồng Cái Thiên đến gặp Bạch Ngọc Lâu, là vì sự việc liên hệ trọng đại, không thể qua loa được nếu không, sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho Ngưu Hữu Đạo. Hồng Cái Thiên và Ngưu Hữu Đạo kết bái như thế nào, độ thật lòng với nhau bao nhiêu, không ai biết. Quản Phương Nghi không dám phó thác toàn bộ sự việc mà chỉ nghe kết quả. Bà nhất định phải nghe tận tai kết quả, khi đó mới có thể yên tâm. Hồng Cái Thiên nói, không có việc gì sao, nếu y nhất định phải nhìn rõ diện mạo của ngươi, ta xem ngươi phải làm sao bây giờ. Có Nam Hải Tam Đương ra ở đây, không có gì đáng lo. Quản Phương Nghi lại nịnh bợ, giơ ngón tay cái lên với gã, hôm nay, mọi việc được giải quyết rất tốt. Đạo gia nói không sai, mặc dù nhìn tam đương gia rất thô kịch, nhưng lại là người rất có thủ đoạn. Dùng thủ pháp này, chẳng những có được kết quả mà chúng ta mong muốn, còn không khiến cho Bạch Ngọc Lâu nghi ngờ. Hôm nay ta xem như được mở mang kiến thức, không cái thiên giờ khóc giờ cười, người bớt nói đi. Lão đệ đã hướng dẫn rõ ràng, nếu ta còn làm sai, chỉ sợ ta không còn sống đến ngày hôm nay ở Nam Hải. Ta chẳng có thủ đoạn gì, ngược lại lão đệ của ta, chật chật. Năm đó, khi hắn đưa tiền cho Bạch Ngọc Lâu, hắn vừa mới ra đời chưa được bao lâu. Khi đó hắn đã nắm được thóp của Bạch Ngọc Lâu, lão đệ của ta ghê gớm thật, biết mưu tính sâu xa, ta xem như phục. Quản Phương Nhi cười nói, không khoa trương như người nói đâu, chỉ là vừa lúc gặp phải thôi. Chuyện năm đó, cho dù có mưu tính sâu xa như thế nào, cũng không có khả năng biết hôm nay sẽ đốc tra phiêu miểu các. Nếu Tam Đương ra không có thân phận này, sao có thể bước Bạch Ngọc Lâu chứ? Ngoài miệng nói giúp Ngưu Hữu Đạo khiêm tốn, nhưng trong lòng lại nói, cái này còn không phải mưu tính sâu xa sao? Bà có thể tưởng tượng, một khi đạo gia đắc thủ ở thánh cảnh, bắt được toa Huyễn Lệ, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, tiết lộ hành tung của toa Huyễn Lệ, khiến toa Huyễn Lệ bị bắt cóc, Bạch Ngọc lâu xem như bị đạo gia nắm trong tay hoàn toàn. Vì sao đạo gia muốn bắt toa Huyễn Lệ, đoán cũng có thể đoán được, là nhằm vào toa Như Lai. Cho nên, giết toa Huyễn Lệ là việc không có khả năng xảy ra. Toa Huyễn Lệ sẽ an toàn trở về nếu không, sẽ mất đi ý nghĩa bắt toa huyễn lệ. Sự việc cuối cùng sẽ trở lại bình thường. Việc hôm nay lấy ra áp chế Bạch Ngọc Lâu, chỉ cần đạo gia nói với Bạch Ngọc Lâu một tiếng, đạo gia và Bạch Ngọc Lâu chết cũng không thừa nhận, hồng cái thiên căn bản chẳng có cách áp chế Bạch Ngọc Lâu. Có thể áp chế Bạch Ngọc Lâu chỉ có đạo gia, đạo gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chương 1564, Hồng Nương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hai, hôm nay, câu trả lời của Bạch Ngọc Lâu khiến toa huyễn lệ xảy ra chuyện, trước mặt đạo gia sẽ không còn đường lui chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng không cái thiên vẫn chăm mối không có cách giải tại sao nghiêu hữu đạo lại tìm hiểu thời gian toa huyễn lệ rời khỏi thành trích tinh hắn muốn làm gì chứ quản phương nghi nói tam đương ra đạo gia không nói ta còn có thể buộc hắn nói sao ta không biết không cái thiên che miệng hỏi nghiêu hữu đạo ra khỏi thánh cảnh rồi sao tại sao ta cảm thấy việc này không đáng tin cậy vậy quản phương nghi nói người hỏi việc này mấy lần rồi Ngài ấy liên lạc với ai ở Phiêu Miểu Các, làm chuyện gì, ngài ấy không chịu nói, chỉ nói rất nhanh sẽ trở về thôi. Bây giờ, ngài ấy cũng đã quay lại thánh cảnh, nếu ngài ấy không ra ngoài, ta làm sao có thể liên lạc với ngài ấy được. Nếu không phải chính miệng ngài ấy nhắn nhủ, có một số việc, ta làm sao mà biết, có thể thay người truyền lời chứ. Hồng Cái Thiên chỉ là có chút không nỡ trong lòng, nhưng ngẫm lại cảm thấy không có vấn đề gì cả, mà việc gì cần làm cũng đã làm xong. Trước đó quản phương nhi tìm đến gã có thể để gã ra mặt giúp đỡ chuyện này cũng là vì gã tin tưởng Ngưu hữu đạo có bản giao tin Ngưu hữu đạo có gửi thư từ trong thánh cảnh ra khi hai người nói chuyện quản phương nhi có chuyển cáo lời của Ngưu hữu đạo nói đao thánh tôn đã dơ lên bảo y nhanh chóng gây phiền phức cho phiêu miểu các tranh thủ tránh thoát một kiếp lý do cũng tương tự như Ngưu hữu đạo đã nói với đám người thái thúc sơn hải đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ngưu hữu đạo giết chết long phiếm hải không cái thiên bừng tỉnh Thiếu chút nữa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trốn ở Thiên Hạ Tiền Trang cũng không yên, lúc này, gã nhờ quản phương nghi chuyển lời cảm ơn Ngưu Hữu Đạo, nói gã biết nên làm như thế nào. Sau đó, quản phương Nhi mới đề cập đến chuyện Ngưu Hữu Đạo nhờ gã giúp đỡ. Khi đó, không cái Thiên rất do so dự, vẫn là lời của Ngưu Hữu Đạo, nói chúng ta chỉ có thể đấu với Phiêu Miểu Các, đã không còn đường lui. Nếu chỉ còn có một con đường có thể đi, không có gì phải sợ cả khi thái độ của hồng cái thiên đã thoải mái hơn quản phương nhi tiếp tục chuyển đạt thái độ cường ngạnh của ngưu hữu đạo người muốn giúp cũng phải giúp không muốn giúp cũng phải giúp hôm nay người không giúp ta về sau đừng trách lão tử ta khoanh tay đứng nhìn tiếp xúc lâu như vậy đủ chuyện mà ngưu hữu đạo đã làm đối với hồng cái thiên vẫn có lực ảnh hưởng nhất định nói một cách thông tục đây chính là uy tín cứ như vậy hồng cái thiên đã đến đây chính thức dính vào việc này tam đương gia xin thứ không tiễn xa được Quản phương nghi trượt cáo từ Hồng cái thiên nhìn theo hướng của bà ta Chỉ thấy một con phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay đến Tốc độ phi hành nhanh hơn con của gã đang sử dụng Có thể nói là đang đuổi theo Là xích liệp điêu Hồng cái thiên biết Đây là người tiếp ứng quản phương nghi Khẽ gật đầu Nếu bên phía nghiêu hữu đạo có tin tức gì Nhớ kịp thời thông báo cho ta biết Quản phương nghi nói Tam đương gia đã bàn giao Ta đương nhiên sẽ không quên Nhưng tam đương gia cũng đừng quên chuyện đạo gia nhắn nhủ chuyện đạo gia thông báo với ngươi, ngươi cũng hãy nhắc nhở phù hoa, lãng kinh không và đoạn vô thường. Đạo gia không hy vọng người một nhà xảy ra chuyện, hy vọng tất cả mọi người đều có thể vượt qua được cửa ải trước mắt. Không cái thiên hiểu bà muốn chỉ cái gì, chính là chuyện đao của Thánh Tôn đã dơ lên, bảo mấy người phù hoa tranh thủ gây phiền phức cho phiêu miểu các, phòng ngừa trở thành đối tượng giết một người dân trăm người, yên tâm đi, bây giờ ta về liên lạc với bọn họ, sẽ không chậm trễ. Xích liệp điêu đã đến gần. Gã nhìn kỹ hai người đang đứng trên thân xích liệp điêu, một người là vu chiếu hành, một người là vân cơ. Vu chiếu hành đích thân đến đón, lại vận dụng xích liệp điêu, có thể thấy được nhiều hữu đạo rất coi trọng sự an toàn của quản phương nghi. Hồng cái thiên nhịn không được quan sát quản phương nghi từ trên xuống dưới, cười hỏi, hồng nương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Quản phương nghi nói, đừng khách sáo, tam đương ra cứ hỏi. Hồng cái thiên cười nói, biểu hiện không được tốt, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, người có ngủ với Nghiêu Hữu Đạo không? Quản Phương Nghi không còn gì để nói, liếc mắt nhìn gã. Cái liếc mắt chẳng khác nào đưa tình, ngón trỏ điểm vào tim gã một cái, giọng nói kiểu mị, người đoán thử xem. Nói xong, cũng không nói thêm câu nào, lách mình bay lên không. Bà đã quá quen thuộc với lời nói này, đổi lại là người khác, lời này chẳng khác nào sự sỉ nhục, sợ là phải trở mặt. Xích liệp điêu nhanh chóng vỗ cánh nghiêng trên không, đón lấy quản phương nghi. Quản phương nghi quay đầu lại, vẫy tay mỉm cười với Hồng Cái Thiên. Xích liệp điêu nghiêng người đổi hướng, chờ ba người nhanh chóng rời đi. Hồng Cái Thiên đưa mắt nhìn theo, miệng lẩm bẩm người đàn bà này mạnh thật. Ở Tề Kinh nhiều năm như vậy cũng không ai bắt cóc được, nhưng lại bị tên kia tóm lấy, lại còn bán mạng cho hắn nữa chứ, cũng không biết đã bị cho uống thuốc mê gì. Đúng là kỳ quái, gã không nghĩ lại, gã tìm Bạch Ngọc Lâu hỏi chuyện cũng là đang mạo hiểm vì như hữu đạo. Kinh thành nước tấn, bên trong một trạch viện, Thiệu Bình Ba đang dựa vào lan can tập viết chữ, hơi chút thất thần, có vẻ phiền muộn. Tình cảnh trước mắt, y cũng không biết có phải mình đã mua dây buộc mình không. Bởi vì sự việc cơ mật, toàn bộ việc liên lạc với bên ngoài đều phải nằm dưới sự giám sát của Hắc Thủy Đài. Vì thế, y hoàn toàn không nắm bắt được tin tức của giới tu hành một cách nhanh chóng. Việc Nhiêu Hữu Đạo giết chết chấp sự của phiêu miểu các, Nhiêu Hữu Đạo có lá gan lớn như vậy, thật ra y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là tin tức này làm cho y phiền muộn y ý thức được, sự chênh lệch giữa y và Ngưu Hữu Đạo đã càng lúc càng lớn. Tại một dãy núi xinh đẹp bên ngoài kinh thành, nơi tọa lạc của Thiên Địa Môn, đây cũng được xem là nơi mới rời đến của Thiên Địa Môn. Sau khi trưởng môn Thiên Địa Môn lệnh Hồ Thu được tấn hoàng thái thúc hùng triệu kiến, bị thái thúc hùng cưỡng ép rời đến đây, không thể từ chối, cũng không dám không theo. Trong môn, lệnh Hồ Thu ngồi đằng sau bàn, đối diện là một phong thư, biểu hiện của ông ta vô cùng thất vọng. Tin là viên cương gửi đến, hỏi chuyện xuyên dính, vấn đề là lúc trước giúp xuyên dĩnh có thể nói là giang hồ cứu cấp để chứng minh ông ta đang giúp nhân tài mới để xuyên dĩnh gia nhập thiên địa môn thân phận thiên địa môn của xuyên dĩnh cũng không được công khai xuyên dĩnh xảy ra chuyện thiên địa môn cũng đã bị một số người thân phận không thể nói ra được tìm đến sau khi những người kia đến đây điều tra xuyên dĩnh đã nói với bên này phải giữ chặt mồm miệng mà chuyện liên quan tới việc nữ đệ tử của môn phái bị hủy sự trong sạch mà đã là chuyện của môn phái tất sẽ không để lộ ra ngoài cũng chẳng khác câu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Theo lý thuyết, người biết thân phận của Xuyên Dĩnh là đệ tử thiên địa môn không nhiều, người như hữu đạo bên kia sao lại biết, còn cố ý hỏi việc này. Lúc trước lúc cứu Xuyên Dĩnh, thuần túy là làm người, chẳng ai ngờ rằng sẽ gây ra chuyện chấn động như vậy, càng không nghĩ tới Xuyên Dĩnh lại muốn cưới các chủ của băng tuyết các. Khiến cho bên này cũng không có nên rửa hơi Xuyên Dĩnh hay không, việc này cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Tiên sinh có phải là đang làm khó hay không? Hồng tụ ở bên trái hỏi một câu. Hai, lệnh hồ thu cúi đầu rồi ngẩng lên, thở dài, băng tuyết thánh địa bên kia không cho nói chuyện này ra, gả các chủ băng tuyết là việc không thể tránh được, bên kia chỉ sợ là không muốn vết nhơ trước kia của xuyên dĩnh bị khắp nơi chỉ trích. Không phất bất mãn, lầm bầm một câu, thư của viên cương cũng không phải là từ tay nghiêu hữu đạo viết, chẳng có liên quan gì cả. chương 1565, chiếu cố một ít. Tuy là lời nói bất mãn, thế nhưng cũng không phải là không có lý, có một số việc không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết, nhưng lệnh Hồ Thu vẫn còn có chút do dự, dù sao Viên Cương cũng là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo. Bên này đối với Ngưu Hữu Đạo có tình cảm phức tạp, mà ảnh hưởng của hắn đối với Thiên Địa Môn là không thể phủ nhận, Thiên Địa Môn có thể thuận lợi khai sơn lập phái được là nhờ Ngưu Hữu Đạo ra tay tương trợ. Hoàng đế nước Tần Thái Thúc hùng cưỡng ép Thiên Địa Môn rời đến đây, cũng không thoát khỏi quan hệ với Ngưu Hữu Đạo. Ở đây vẫn đang đắn đo, do dự thì phía xa trên bầu trời có hai con phi cầm cỡ lớn bay tới. Sau đó nhanh chóng hạ xuống bên ngoài chính điện của tông môn, một nam tử cao gầy mặc bạch y nhảy xuống, thắt lưng có trường kiếm, y phục trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, bên thành hai bên rũ xuống sau lưng, môi hồng răng trắng, mặt đẹp như ngọc, tướng mạo khiến chúng sinh điên đảo, nhất là ánh mắt sáng như sao lấp lánh rực rỡ rất mê người, là một nam tử hiếm có khuôn mặt anh tuấn. Dáng người thẳng tắp, cả người có vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Xuyên Dĩnh, lệnh hồ thu nhìn thấy người thì sửng sốt thốt lời rõ ràng có chút bất ngờ. Hồng tụ, hồng phất cũng đi ra theo, khi nhìn thấy người tới cũng không nhịn được mà nhìn một lúc lâu, thân là nữ nhân, không thể không thừa nhận nam nhân này dáng rất thật là đẹp mắt, chỉ nhìn một cái lập tức khiến cho người ta cảm giác thấy tim đập thình thịch. Trong lòng hai nữ nhân ít nhiều cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, dáng dấp đẹp mắt như vậy, vì sao lại cứ phải phong lưu, vì sao lại muốn dây dưa không rõ ràng với nữ nhân khác làm hỏng thanh danh. Trưởng môn, xuyên dĩnh đi đến chắp tay chào lệnh hồ thu giơ tay lên ra hiệu không cần đa lễ ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy người đang đứng cạnh giữ ở chỗ phi cầm nhỏ giọng hỏi người bên kia ừ xuyên dĩnh hơi gật đầu xem ra ngươi cũng biết bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy ta có thể không biết sao huống chi chi người ta trước đó cũng cha ra được nơi này của ta lệnh hồ thu nói rồi đưa tay ra hiệu hai người vào trong nhà đi qua hậu đường đến nội trạch trong đình viện dạo bước tránh tai mắt bên ngoài lệnh hồ thu mới hỏi sao ngươi lại tới đây xuyên dĩnh phải đến thánh cảnh thành hôn trước khi đi dù sao cũng phải chào hỏi trưởng môn một câu sau đó lại nói thêm vốn muốn người trưởng môn đến dự ở thánh cảnh nhưng băng tuyết thánh địa bên kia không đồng ý lệnh hồ thu có thể hiểu được thời dài không dám nhận là trưởng môn của ngươi ta thấy vẫn nên là trục xuất ngươi khỏi môn phái thôi xuyên dĩnh dừng bước nhìn chăm chú nói chắc là lệnh hồ huynh cho rằng xuyên dĩnh là người vong ân phụ nghĩa mặc dù xuyên dĩnh phong lưu nhưng không đồng nghĩa là người vong ân phụ nghĩa nếu không thì lệnh hồ hăn cũng sẽ không giúp xuyên dính vượt qua cửa ải khó khăn. Hãy cho ta một cơ hội để báo đáp, lệnh hồ thu cũng dừng bước chắp tay, báo đáp ư. Người cưới tuyết lạc nhi như bay lên đầu cành, theo lý thuyết ta nên vui mừng cho ngươi, nhưng ta cũng không biết tại sao không thể vui mừng nổi. Xuyên dính im lặng một lúc nói, hỏa phúc khó lường thôi. Lệnh hồ thu, người nói xem bộ dạng trêu hoa gẹo nguyệt này, thân xác thối tha này đã gặp phải bao nhiêu phiền phức rồi. Xuyên dính, trời sinh, phụ mẫu cho, người bảo ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta tự mình hại mình hay sao? Lệnh hồ thu, người có biết rằng lần này đi nhiều hung hiểm hay không? May mà tuyết lạc nhi bảo vệ ngươi, nếu không ngươi làm gì còn mạng mà sống. Ta thấy ngươi trêu chọc nữ nhân nào lại không trêu, tự dưng chọc giận nàng ta làm gì, nàng ta là lại nữ nhân kia, chúng ta là loại người khác vô phúc hưởng. Xuyên dính, ta nào dám trêu chọc nàng ta, trước kia ta không gặp nàng ta bao giờ, ai có thể nghĩ rằng các chủ băng tuyết các người tôn quý nhưng lại thích sống ẩn giật như vậy. Lệnh hồ thu, vậy ngươi cứ để nàng ta chơi đùa chút là được rồi còn cưới nàng. Phúc khí này ngươi nhận được sao? Xuyên dĩnh dở khóc dở cười, cái gì gọi là để nàng ta chơi đùa, lệnh hồ huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt người ta chính là đồ chơi của nữ nhân sao? Lệnh hồ thu, đi khắp nơi hái hóa ngắt cỏ, ta thấy cũng chẳng khác là bao. Xuyên dĩnh thở dài, coi như là người có lý, nhưng ta có thể làm gì? Loại chuyện này trời sinh nam nhân không để ý, ở bên kia trong mắt họ có thể cảm thấy là nàng ta đang chơi đùa sao? Cho dù là ai cũng đều nghĩ là ta đang chơi đùa, là ta đang lợi dụng, không cưới nàng ta, ta chết càng nhanh. Lệnh hồ thu, được rồi, đến mức này thì ngươi tự cầu phúc đi. Cưới nàng ta cũng không phải là chuyện xấu, chỉ ít sau này ngươi không còn dám trêu chọc nữ nhân khác, những nữ nhân khác cũng không dám tiếp cận ngươi nữa. Xuyên dĩnh lộ ra vẻ mặt tự diếu, cho tay vào trong tay áo lấy ra một sấp kim phiếu, đưa cho y. Lệnh hồ thu ngạc nhiên, người có ý gì? Xuyên dính, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nơi này người tiêu cũng nhiều, trong tay túng thiếu, một trăm ngàn kim tệ để tỏ chút tâm ý. Sau này, nếu có cơ hội đại ân này, ta sẽ báo đáp. Lệnh hồ thu liếc mắt nói, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuyết lạc nhi cho, xuyên dính, chút tiền ấy đối với nàng ta mà nói không tính là gì, làm sao, cảm thấy ta ăn bám nên ghét bỏ sao? lệnh hồ thu nữ nhân đưa tiền cho ngươi ngươi cho ta ngươi nói ta nên nhận hay không nhận đây ai nha nhận rồi cất đi coi như là ta bán mình lấy tiền xuyên dĩnh bắt tay y cứng rắn nhét vào trong tay y lệnh hồ thu nhìn kim phiếu trong tay im lặng tiền này cầm trong tay làm sao cứ có cam gia hơi mất tự nhiên xuyên dĩnh đã như vậy còn so đo những cái này làm gì lần này đi thánh cảnh ta cũng không biết lúc nào có thể ra có lẽ là mãi mãi cũng không ra được nhân lúc này còn cần ta trợ giúp cái gì không, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lệnh hồ thu, bên kia không hy vọng chuyện của ngươi bị khắp nơi bàn tán, chúng ta vẫn là hạn chế gặp nhau đi. Xuyên dính hỏi lại, giấu được sao? Băng tuyết thánh địa có thể điều tra ra, những người khác sao lại không tra được? Chỉ sợ quan hệ giữa ta và thiên địa môn đã có rất nhiều người biết rồi. Lệnh hồ thu, trong lúc nhất thời, ngươi có thể giúp được ta cái gì? Có thể giúp thiên địa môn trở thành đệ nhật đại phái ở nước tấn, hay là có thể giúp tu vi ta tăng nhanh chóng mặt, hay giúp ta trở thành người giàu có nhất thiên hạ. Xuyên dính nghĩ một lúc, cười gượng, giúp môn phái đạt được đệ nhất đại phái, thủ hạ ngươi cũng không có thực lực để đạt được. Xem ra cũng chỉ có thể cho ngươi một món tiền nhỏ. Đúng rồi, không phải ngươi còn có một người huynh đệ kết nghĩa tại thánh cảnh sao? Lệnh hồ thu, nhiều hữu đạo, xuyên dính, đúng vậy, nghe nói những người lịch luyện đi thánh cảnh đều đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, có muốn ta lợi dụng quan hệ không? cố gắng ở thánh cảnh chiếu cố một ít cái này lệnh hồ thu do dự nếu mà tuyết lạc nhi chịu hỗ trợ thật sự là có thể ở thánh cảnh giúp đỡ nghiêu hữu đạo một ít cũng coi như là mình trả lại chút ân tình cho nghiêu hữu đạo làm như vậy có được không xuyên dính chẳng có gì không được ta sẽ không lỗ mãng làm loạn đến lúc đó xem xét tình hình mà quyết định lệnh hồ huynh nghiêu hữu đạo ở bên trong thánh cảnh có khả năng vẫn không biết mối quan hệ của ta và ngươi ngươi không phiền viết một phong thư làm minh chứng cho quan hệ chúng ta đi ta đến thánh cảnh sẽ tìm cơ hội giao lại cho hắn. Lệnh hồ thu bắt đầu cân nhắc, mối quan hệ với xuyên dĩnh chắc là viên cương đã biết, như hiểu đạo đang trong thánh cảnh thật sự là có khả năng không biết, chỉ là thư này có nên viết hay không, y vẫn không quyết định được. Sau một lúc, xuyên dĩnh đoàn ý qua lời nói và sắc mặt, nói ra, trưởng môn, ta không thể ở đây lâu, người bên ngoài còn đang chờ, ta lập tức phải rời đi. Trường 1566, Thánh Duyệt đã biết. Một, dưới sự thúc giục, khuyên bảo của Xuyên Dĩnh, cuối cùng lệnh hồ thu cũng hạ quyết tâm nhanh chóng trở lại trong phòng viết một phong thư giao cho xuyên dính sau khi tiến xuyên dính lệnh hồ thu hủy phong thư của viên cương đi không tiếp tục trả lời nữa nếu xuyên dính sẽ gặp mặt như hữu đạo y nơi này cũng không cần thiết phải trả lời thư của viên cương lối ra thánh cảnh một đoàn người từ gợn sóng ánh sáng bên trong đi ra sau khi nhìn thấy xuất hiện một nhóm người bảo vệ một nữ nhân vừa đúng lúc chỗ này đốc tra tuần sát như hữu đạo khóe miệng hiển hiện ý cười trực tiếp lách mình bay đến Người còn chưa tới, trong nhóm hộ vệ bên cạnh nữ nhân kia lập tức lóe ra hai người chặn Nhiêu Hữu Đạo lại, quát lên, người nào. Nhiêu Hữu Đạo đứng cách hai người hộ vệ kia, khí độ ung dung, chắp tay hành lễ, toa thành chủ, nhiều năm không gặp, còn nhớ đến hiên viên đạo không. Nữ nhân kia chính là toa huyễn lệ, chỉ là khí chất bây giờ so với năm đó đã trở nên thành thục hơn không ít, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Ở một mức độ nào đó, Nhiêu Hữu Đạo vẫn cảm thấy rất đồng tình với nữ nhân này, thân bất do kỷ, trung thân khó gả, có thể nói là đồng bệnh tương liên với tuyết lạc nhi của băng tuyết các. Thậm chí so với tuyết lạc nhi càng khổ hơn, tuyết lạc nhi còn tính là các chủ băng tuyết các đường đường chính chính, lại là tu sĩ, có thể đi tới đi lui, bởi vậy mới có thể tự mình lựa chọn sắp xếp hôn lễ. Mà toa huyến lệ này lại là một phàm phu tục tử, không có năng lực quản chế một đám tu sĩ ở thành trích tinh, trái lại còn bị bọn họ trong chừng, không trốn được, cũng chẳng chạy được, căn băn là sẽ không có cơ hội gây ra bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn cả đột nhiên bị cản, tòa huyến lệ ngơ ngác một chút, chợt nở nụ cười sán lạn, phát tay ra hiệu cho hai hộ vệ kia lui ra, chậm rãi đi về phía trước, cười nói, là ngươi. Gọi là nghiêu hữu đạo nhỉ, à, nghe nói ngươi ở thánh cảnh, ông lão tóc bạc hướng minh, là tổng quản, cũng là thủ hạ của tòa huyến lệ ở thành trích tinh, đi đến, nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo, lạnh lùng nói, sao lại cản đường bọn ta. Nghiêu hữu đạo vội vàng giải thích, cũng không phải là cản đường, ta phụng thánh mệnh đốc cha, vừa đúng lúc tuần tra ở đây, không nghĩ sẽ gặp toa thành chủ không dám coi như không thấy cho nên bái kiến toa huyễn lệ cười nói hướng bá không cần khẩn trương vừa mới nói xong mấy con phi cầm cỡ lớn hạ xuống đỉnh núi thung lũng xung quanh có người bay tới hành lễ tiểu thư tiên sinh phân phó chúng ta tới đón người về nhà nụ cười trên mặt toa huyễn lệ biến mất trong im lặng hờ hững nói không về tuyết lạc nhi vẫn còn ở băng tuyết thánh địa chờ ta việc này người vừa đến lập tức khó xử Toa huyến lệ đã trực tiếp đi tới chỗ người vừa đến đó, tổng quản hướng minh đi qua hơi lắc đầu với người kia, ra hiệu không cần nói gì nữa đâu. Rất nhanh, một đám người cưỡi phi cầm rời đi, còn lại đám người toa như lai phái tới đang than thở. Đứng trên đỉnh núi nhìn như hiếu đạo cũng có chút sững sờ, đột nhiên kế hoạch xuất hiện một lỗ hổng ngoài dự liệu. Cư nhiên toa huyến lệ lại không đi đại la thánh địa, mà là đi đến băng tuyết thánh địa. Theo như hắn biết, toa huyến lệ luôn ở thành trích tinh, rất ít khi trở về, thật lâu mới có cơ hội về, lại còn rất nhiều ngày nữa mới phải quay về thành, về tình về lý thì cũng phải đến đại la thánh địa bái kiến phụ thân mình mới phải, thế mà lại không đi, như vậy là sao? Nhân thủ của hắn ở thánh cảnh thật sự là có hạn, vấn đề là cho dù có thể tìm được nhân thủ của những người khác, nhưng nếu bọn họ biết sẽ làm gì thì chắc chắn sẽ không tham gia, hắn chỉ có thể tìm hồ tộc hỗ trợ. Mà cao thủ ở hồ tộc có thể hóa thành hình người cũng có hạn, hắn không thể nào thiết lập phân tán lực lượng trước được, dù sao bên cạnh toa huyễn lệ có không ít cao thủ hộ vệ trước đó hắn đã dự đoán toa huyễn lệ cách xa nhiều ngày như vậy khẳng định là trước tiên sẽ đến đại la thánh địa bái kiến phụ thân bởi vậy hắn đã điều động cao thủ hồ tộc bố trí cẩn thận trên đường trước khi nàng ta đến đại la thánh địa hắn cũng đã chuẩn bị trước lý do để đồng hành cùng toa huyễn lệ cũng sẵn sàng cùng hồ tộc nội ứng ngoại hợp ai ngờ rằng toa huyễn lệ lại đi thẳng đến băng tuyết thánh địa phí công mình bố trí tỉ mỉ rồi hồ tộc bon ba đường dài vật vả cũng coi như là uổng phí công sức. Bây giờ hắn còn có thể kiếm cớ đồng hành với toa huyễn lệ, nhưng hiện nay thông báo cho hồ tộc về việc thay đổi địa điểm phục kích chắc là không còn kịp rồi, dựa vào một mình hắn để cho nhiều hộ vệ bên cạnh toa huyễn lệ không trốn thoát để chạy đi tố cáo là điều không thể. Kế hoạch chưa bắt đầu mà đã thất thủ, sau khi tỉnh táo lại, nhiều Hiếu đạo lại nhìn người toa như lai phái tới đang thì thầm với nhau, kết hợp với tình hình nhìn thấy trước đó, mơ hồ cảm thấy được, tình cảm giữa giữa phụ tử hai người toa như lai và toa viễn lệ này chắc là có vấn đề gì đó. Nét bút hỏng là yếu tố lớn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch, thế mà trước đó hắn lại không nhận ra. Hắn chưa hề nghe tin đồn về chuyện này, cũng chưa từng có người nào đề cập với hắn, không nghĩ tới quan hệ của đôi phụ tử này lại có vấn đề. Khá bất ngờ, nhưng dường như đó là chuyện chuyện hợp tình hợp lý, toa như lai là tái giá, khiến nữ nhi không vui vẻ là điều có thể giải thích được lão toa như lai kia luôn làm cái vẻ mặt nghiêm túc với ai thiếu tiền ông ta một dáng cao cao tại thượng ai ngờ đường đường là đệ tử của thánh tôn la thu lại không thể nào giao uy được với nữ nhi nghiêu hữu đạo có chút phiền não như thế cũng vô dụng còn phải nghĩ cách giải quyết hắn sẽ không dễ dàng buông tay vẫn còn có cơ hội nhưng lại đứng trước một hít phiền phức trước mắt hắn không thể động thủ ở trong băng tuyết thánh địa ở đó hắn không có cơ sở ngầm và nhân thủ dưới tình huống chỉ dựa vào mỗi bản thân hắn mà không hề có bất cứ thứ gì để yểm hộ thì hoàn thành kế hoạch là chuyện không thể nào. Trước khi tuyết lạc nhi đại hôn tất nhiên là không có cơ hội động thủ. Vẫn là câu nói kia, ở băng tuyết thánh địa hắn không có cơ sở ngầm, cứ cho là tuyết lạc nhi ở băng tuyết thánh địa ra ra vào vào du ngoạn, hắn cũng không nắm giữ được tình hình. Nhưng hắn có thể xác định được một ít, mặc kệ toa huyến lệ và tuyết lạc nhi có giao tình như thế nào, đại la thánh địa và băng tuyết thánh địa dù sao cũng là hai nhóm thế lực khác nhau, Toa Huyễn Lệ không thể nào ở luôn tại băng tuyết thánh địa mà không rời đi. Nói cách khác, lúc Toa Huyễn Lệ rời khỏi băng tuyết thánh địa vẫn còn có cơ hội hạ thủ. Nhưng hắn cần nắm giữ được thời gian cụ thể Toa Huyễn Lệ rời khỏi băng tuyết thánh địa. Nếu không thì Toa Huyễn Lệ rời đi sớm hơn hay là tối nay mới rời đi thì cũng không biết rõ ràng được. Mà hắn cần phải đi cùng với Toa Huyễn Lệ mới có cơ hội thay đổi con đường đi của Toa Huyễn Lệ. Phi cầm chờ người phi hành tuy nói là bay thẳng, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối mà có chút trách đi nếu như làm không tốt thì có thể chết rất xa địa điểm phục kích, rất dễ để vượt mất. Một cái bay ở trên cao, một cái chờ trên mặt đất, ai có thể tính toán chính xác tuyệt đối địa điểm phục kích, cho nên hắn nhất định phải ở bên cạnh toa huyễn lệ can thiệp vào mới được. Còn vấn đề, sau khi toa huyễn lệ rời khỏi băng tuyết thánh địa có đến đại la thánh địa hay không? Hay là trực tiếp đến thánh cảnh? Đây cũng là hai con đường khác nhau, theo tình hình trước mắt mà phán đoán, quan hệ phụ tử không tốt, toa huyễn lệ có thể sẽ không đến đại la thánh địa, nhưng ai có thể đảm bảo rằng toa huyễn lệ sẽ không bị vướng bởi tình và lý nên sẽ qua đó một chút. chương 1567, Thánh Duyệt đã biết. hai Xuất hiện một lần ngoài ý muốn, hắn đã rút ra được bài học, nhất định phải đề phòng, bất kỳ khả năng xấu nào cũng có thể xảy ra. Có hơi phiền toái, trước đó không xác định được lộ tuyến, nhân thủ bố trí mai phục có hạn, điều tới điều lui có thể sẽ không đến kịp. Ở cửa ra gần đó ngồi ôm cây đợi thỏ có chút không thực tế, như vậy sẽ kinh động phần lớn nhân thủ phiêu miếu các. Muốn theo đuôi người khác kỳ thật cũng không dễ dàng gì, còn không bằng hắn vọt vào trong đám người chém giết bọn họ còn nhanh hơn. Sau khi suy nghĩ liên hồi, hắn cảm thấy mình nhất định phải đi một chuyến đến Băng Tuyết Thánh Địa, muốn đích thân nắm giữ được tình hình, đây là cơ hội suy nhất của hắn. Sau khi trong lòng có quyết định, hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực lối ra của thánh cảnh, tìm đến chỗ được bố trí để liên lạc, truyền tin tức cho nhân thủ hồ tộc đang mai phục, thông báo rằng kế hoạch có thay đổi xuất hiện chuyện ngoài dự đoán bảo bọn họ rút về trước sau đó mới lại đến chỗ kín đáo bí mật gặp mặt tần quan và kha định kiệt mang theo hai người về thành vấn thiên tần quan và kha định kiệt đã quen thuộc từ lâu cái việc nghiêu hữu đạo động một tí là bỏ lại bọn họ rồi một mình rời đi cũng không biết trưởng lão rốt cuộc là đang làm gì có chút thần thần bí bí hoặc lén lén lút lút hai người cũng không tiện hỏi nhiều hoặc có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời tóm lại từ lúc bắt đầu ở hoang trạch tử địa chuyện như trưởng lão một mình chạy đi là đã có rồi. Sau khi trở về thành vấn thiên phục mệnh, Nghiêu Hữu Đạo trước tiếp tìm được Hoàng Ban chấn thủ ở thành vấn thiên. Lúc hắn đến gặp thì thấy Hoàng Ban và Huyền Diệu đang ngồi uống trà với nhau. Huyền Diệu lặng lẽ liếc xéo, hư khinh bỉ một cái, sau đó chẳng thèm nhìn Nghiêu Hữu Đạo nữa. Thái độ Hoàng Ban ôn hòa, nhìn chăm chú vào nước trà bên trong chén đang cầm trên tay, tìm ta có chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo đứng bên ngoài đình bẩm báo, ta muốn đi một chuyến đến băng tuyết thánh địa hết cách rồi, mặc dù cho đốc tra quyền hạn tự do nhất định, nhưng phiêu miếu các vẫn phải nắm giữ được động tính của người các phái, để tránh xảy ra chuyện gì ngay cả phương hướng kiểm chứng cũng không có. Lời này vừa nói ra, Huyền Diệu và Hoàng Ban đều ngẩng đầu nhìn, dường như cũng có phần bất ngờ. Hoàng Ban cao mày nói, Thánh Tôn đưa cho người quyền đốc cha không bao gồm băng tuyết thánh địa, người không có quyền đến đó, nơi đấy cũng không phải là chỗ ngươi nên đến. Nghiêu hữu đạo, Hoàng quản sự hiểu lầm ý của ta rồi, ta nào dám đến băng tuyết thánh địa diếu võ dương oai, thật ra là trước kia lúc tuần tra lối ra vào thánh cảnh, ta gặp được thành chủ thành trích tinh, chúng ta là chỗ quen biết cũ, gặp mặt hàn huyên vài câu mới biết các chủ băng tuyết các sắp đại hôn. Toa huyến lệ là người quen cũ, hoàng, huyền hai người nhìn nhau, thần sắc trong mắt có thể nói là ý vị sâu xa, thì ra là vị và nữ nhi toa như lai có giao tình. Dường như đã tìm ra được nguyên nhân khiến La Phương Phỉ đột nhiên nhúng tay tống suốt nghiêu hữu đạo đến thánh cảnh hai người nhận ra một ít hoài nghi của đinh vệ không phải là không có đạo lý tại sao sau quá trình điều tra giao thiệp giữa toa như lai và nghiêu hữu đạo và lúc tra quyển tông về chuyện ở bí cảnh thiên đô đinh vệ lại chưa phát hiện ra vấn đề gì toa như lai cũng không làm bất cứ việc gì vì tình riêng mà làm việc sai trái cho nghiêu hữu đạo cứ coi như là nhận bí phương ủ rượu vẫn như cũ là dồn ép nghiêu hữu đạo không nhìn ra điều khác thường gì hoàng ban các chủ băng tuyết các đại hôn thì liên quan gì đến ngươi như hiếu đạo về tình về lý cũng nên đi chúc mừng một câu có thể được uống được một chén rượu mừng tất nhiên nhiên là quá tốt rồi huyền diệu cười nhạo một tiếng vẻ mặt hết sức mỉa mai hoàng ban cũng lộ vẻ mặt diếu cợt nói thánh đại băng tuyết không phải là nơi người bình thường có thể đi tới đi lui được không phải là nơi ai cũng có thể đến các chủ băng tuyết các đại hôn ngay cả chúng ta cũng không được mời không có tư cách đến dự về phần ngươi điều này có cần thiết không Nghiêu hữu đạo khách khí nói, ta và các chủ băng tuyết khác cũng là chỗ quen biết cũ, về tình về lý chắc là cũng phải đến dự một chút. Hai người Hoàng Huyền hơi sửng sốt, cái tên này cũng có giao tình với tuyết lạc nhi ư. Nhưng hai người là người của Đại Nguyên Thánh, cho dù là Toa Như Lai hay là Tuyết.